xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Tiểu thuyết Thổ Phỉ phản ánh một trang sử đặc biệt của cách mạng và kháng chiến ở vùng cao. So với cuộc chiến đấu giành độc lập tự do với kẻ thù xâm lược từ bên ngoài, thì dường như cuộc chiến đấu tiễu phỉ, diệt phỉ đã có phần phức tạp hơn. Nhà văn Đoàn Hữu Nam đã viết tiểu thuyết Thổ Phỉ từ sự kiện lịch sử có thật xảy ra cách đây đã lâu, là việc nổi phỉ của một nhóm phản động ở vùng núi phía Bắc. Sau đó bọn phỉ bị chính quyền, bộ đội, công an và nhân dân trấn áp. Chúng bị bắt đến tên cuối cùng. Có thể trước đây, Đoàn Hữu Nam sống và viết về vùng đất nơi anh sống bằng tâm thế của người trong cuộc. Nhưng đến tiểu thuyết Thổ Phỉ, nhà văn đã đứng từ xa nhìn về vùng đất thân thuộc để viết bằng một tâm thế khác, tư duy khác. Trước khi theo dõi những trang đầu của tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam, mời quý vị và các bạn nghe bài viết giới thiệu tác phẩm này của nhà văn Sương Nguyệt Minh, Ủy viên Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam. Đọc Thổ Phỉ, cái ám ảnh sợ hãi đầu tiên của tôi là một thế giới nhân vật lạ, có đời sống lạ, có suy nghĩ lạ và có hành động khác với những cái thông thường. Từ một sự kiện có thật, dưới sự hà hơi tiếp sức của người Pháp, người Mỹ, bọn thổ phỉ ở phong thổ Lai Châu nổi dậy đồng loạt, thành lập mặt trận tự trị, cướp giết, làm hại dân lành, cướp chính quyền. Sau đó bị trấn áp, đánh tan, bị bắt hết đến tên cuối cùng. Bằng tư duy và hư cấu nghệ thuật của nhà văn, Đoàn Hữu Nam đã dựng nên một thế giới tội ác tối tăm, một thế giới nhân vật sinh động và khác biệt. Trước hết, anh cắt nghĩa bằng hình tượng nghệ thuật, thổ phỉ là ai? Là một bộ phận nhỏ người Mông, người Dao, người Tày, người Nùng, người Kinh. Có nghĩa là họ cũng là con dân nước Việt, lìa xa tổ mẹ, đang sống ở nước Việt ta. Thổ phỉ chỉ có ở rừng núi hoang sơ, xa xôi, heo hút. Ngoại trừ một số kẻ cầm đầu xanh mãnh khôn ngoan, còn họ là những lì lợm, kẻ tối tăm rốt nát a xua, theo đóm ăn tàn. Con đường dẫn họ vào rừng cầm súng chống lại nhân dân không phải vì hành động có lý tưởng riêng, mà chỉ do u tối, nhẹ dạ cả tin, bị kích động tham lam, do hiểu lầm, do bị ép buộc. Bọn chúng chiến đấu có tổ chức. Triệu Tá Sắn là tổng chỉ huy, dưới là bộ tham mưu, gồm Hoàng Xeo Lùng, Bàn Vầng Xin, Lý Văn Thanh, Thầy Mo Bàn A Quấy. Đằng sau là trụ cột tựa đỡ nuôi dưỡng của người Pháp, người Mỹ. Đặc biệt, Đoàn Hữu Nam vẽ nên một thế giới tội ác khủng khiếp do bọn thổ phỉ gây ra. Bọn thổ phỉ man sợ mất hết tính người, lì lợm, bị du kích bắt rong đi dọc đường. Dù bị trói, nhưng chúng cũng liều mạng lao xuống vực, trốn được thì trốn, không thì chết vẫn cứ làm. Dù chiến đấu có tổ chức, nhưng bọn thổ phỉ vẫn trong tình trạng chiến binh chuyên nghiệp thì ít mà dân binh nửa vời thì nhiều, giặt một đám ô hợp hoang dã. hầu như tất cả đám thổ phỉ trong tiểu thuyết vô học tham lam, sẵn sàng làm ác và làm ác không run tay. Có thể nói trước đây, Đoàn Hữu Nam sống và viết về vùng đất anh am tường bằng tâm thế của người trong cuộc. Nhưng đến tiểu thuyết Thổ Phỉ, anh đã đứng từ xa nhìn về vùng đất thân thuộc ấy để viết bằng một tâm thế khác, một tư duy khác. Các nhân vật trong Thổ Phỉ như thủ lĩnh Triệu Tá Sắn, cụ giáo Choong, cô gái đầu, người đàn bà tên Pham đã có số phận riêng, có tính cách và cá tính đậm nét, có đời sống riêng. Thủ lĩnh Triệu Tá Sắn xưng vua, là một tên trùm sò thổ phỉ, cũng là người có học. Sắn là người Sao, nên hắn hiểu người Sao đến tận cùng nếp sống, tâm lý, phong tục và sử dụng luôn thế mạnh ấy để lôi kéo tập hợp lực lượng, khuếch trương thanh thế. Người đọc không khó nhận ra tính danh mãnh tài thuyết phục người khác. Triệu Tá Sắn lọc lõi lại có tính lì lợm, nên chất đầu lĩnh bộc lộ rõ trên từng con chữ trong tiểu thuyết. Y cũng tự biết đắp lên mình vòng hào quang và màn sương huyền ảo vua người Sao để đánh lừa bàn dân thiên hạ u mê. Y là loại có chí lớn, một loại kẻ thù ghê gớm, một con người phi thường ở núi rừng hoang dã Phòng Tô. Cụ giáo Choong hơn 90 tuổi là đại diện điển hình cho một lớp trí thức người Sao hiếm hoi, thạo chữ Hán, uy tín bao trùm cả một vùng bởi xa thế vọng tộc. Cụ giáo học chữ thông thái, đức độ, thâm trầm, như là một thủ lĩnh tinh thần cho cả một vùng cộng đồng người Sao rộng lớn. Nhân vật văn học cụ giáo chinh phục cả những người đọc khó tính bởi tính hai mặt của tính cách. Khi thì ẩn nhẫn sống mình chờ thời, lúc lộ diện xuất thân đối đầu. Tính hai mặt của tính cách không mâu thuẫn nhau mà thống nhất ở trong một con người biết thời biết thế, biết ẩn nhẫn chờ thời cơ. Đỉnh cao của tính cách này là cụ là một người rất ghét thổ phỉ, nhưng trong một chừng mực nhất định vẫn chấp nhận cho hơn 10 con cháu chắt của mình đi theo thổ phỉ, chỉ vì đã cùng đường, không theo không được. Theo mới bảo toàn được tính mạng, giữ yên được nhà Triệu. Nhưng đến thời cơ, cụ một mình vào hang ổ thổ phỉ thuyết phục chúng ra hàng, cũng như đưa đứa chắt nội đầu quân làm bộ đội tiễu phỉ. Nhân vật văn học mà không có số phận thì hình ảnh rất mờ nhạt, thiếu sức sống và không ám ảnh. Có lẽ nhân vật mang số phận bi đát thê thảm nhất trong tiểu thuyết Thổ Phỉ là người đàn bà tên là Pham. Nhà văn Đoàn Hữu Nam đã đi đến tận cùng khổ đau của người Sao ở miền núi. Pham là gái có chồng, bố chồng và chồng suốt ngày u mê chìm trong khói thuốc phiện ma mị. Pham yêu anh Bắc, mối tình vụng trộm khao khát, được sống đúng mình cũng tan vỡ nhanh chóng và rơi vào bi kịch vì Bắc bị thổ phỉ sát hại. Pham không còn nơi nương tựa tinh thần, vật vờ như ngọn gió lang thang, là điển hình cho phụ nữ vùng cao thụ động bị coi thường khinh rẻ như đồ vật, không có quyền làm người. Nhưng nếu nhà văn chỉ viết về nỗi bất hạnh, về bi kịch con người, thì dù tinh tế sắc sảo bao nhiêu cũng chỉ là người kể chuyện. Đến Thổ Phỉ, Đoàn Hữu Nam đã vượt qua nghệ nhân dân gian, người kể chuyện thông thường về nỗi thống khổ của Pham. Pham hỏi bí thư châu ủy Đoàn Văn Long, tại sao con người cứ làm khổ nhau mãi thế này anh ơi? Nhưng cũng là tiếng kêu trời và tự hỏi chính mình mà không có câu trả lời. Bạn đọc cũng bắt gặp một hình ảnh nhân vật Đoàn Văn Long, bí thư châu ủy dẻo dai, sức chịu đựng, vững vàng, đầy bản lĩnh, không nhụt chí, kể cả khi cách mạng chính quyền rơi vào thế bị động khó khăn nhất, bản thân anh phải trốn tránh vào rừng. Long là cán bộ đảng, xông xáo gần gũi quần chúng gan dạ. Sự việc Đoàn Văn Long một mình một ngựa, tay không vào tận hang ổ thổ phỉ, tiếp nhận sự đầu hàng của chúng không phải là phiêu lưu manh động, mà là một hành động can trường gan dạ. Anh vừa thấm đẫm chất can trường của con người lãnh đạo, vừa phảng phất khí phách người anh hùng. Đoàn Văn Long cũng không phải là loại nhân vật lãnh đạo chỉ lấy công việc tập thể làm đầu và thiên về hành động. Long cũng có một tình yêu giàu lãng mạn với Liên. Đoàn Hữu Nam đã dành khá nhiều trang viết về tâm trạng, nỗi suy tư dằn vặt được mất của bí thư Châu ủy Đoàn Văn Long. Long không sáo điều khô cứng mà sống cuộc sống của một con người bình thường, lúc lãng mạn, hứng khởi. Hình ảnh người lãnh đạo trẻ giàu đời sống nội tâm khá rõ nét. Đọc tiểu thuyết Thổ Phỉ, tôi bắt gặp khá nhiều tầng nghĩa giọng điệu triết luận của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Anh kết hợp rất nhuần nhuyễn giữa thành ngữ, tục ngữ, triết lý dân gian và cái lý người sao với kiến thức học trong sách vở, học ở trải nghiệm ngoài đời, đưa vào tác phẩm nhiều câu, nhiều đoạn triết lý nhân sinh. Anh triết lý về sự đói nghèo, về kiếp người, về thân phận người phụ nữ trong nhà người sao dưới chế độ cũ, về cuộc cách mạng tiễu trừ thổ phỉ, một cuộc chiến chính nghĩa, hợp đạo nghĩa. Sáng tác tiểu thuyết là công việc nặng nhọc đối với nhà văn. Một nhà văn đích thực không chỉ vững tay nghề, viết biến hóa, làm chủ được ngòi bút mà còn phải là một người giàu trí tưởng tượng. Nhà văn Đoàn Hữu Nam là một người giàu tưởng tượng và có khả năng hư cấu nghệ thuật khá cao, trong khi vẫn giữ được cảm xúc chân thực rào rạt đã hướng ngòi bút viết về con người và thân phận con người. Tôi đồ rằng Đoàn Hữu Nam viết Thổ Phỉ trong nội lực và hưng phấn như thế. Có thể nói, Thổ Phỉ, một tiểu thuyết rất đáng đọc và đáng nghe. Chúng ta vừa nghe bài viết giới thiệu của nhà văn Sương Nguyệt Minh, Ủy viên Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam, về tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Bây giờ mời các bạn nghe những trang đầu tiểu thuyết Thổ Phỉ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Buổi lễ cấp sắc cho Triệu Phú Vương, con trai cả của chủ tịch xã Xín Trải, Triệu Tá Dùn đang vào giây phút quyết định. Căn nhà 21 gian chật như củi bó. Người đến dự lễ có hoàn cảnh khác nhau, lý do khác nhau, song tất cả đều nín thở, dồn tâm nguyện vào người chịu lễ. Trong khói hương nghi ngút, tiếng trống trầm hùng, tiếng chinh chập cheng huyền bí, tiếng kèn lành lót thúc quân xung trận, tiếng tù và đánh thức rừng núi, tiếng xúc sắc sôi động. Dưới sự điều khiển của thầy Sùng Peng, 3 thanh niên trang phục theo nghi lễ của người được phong sắc đến đứng trước bàn thờ đợi lệnh. Cùng lúc, thầy Khỏi Cháo cuộn 3 tờ tranh thờ thần dựng tựa trên cái bàn kê sát vách. Triệu Phú Vương nhắm mắt, quay lưng, lùi lại 3 bước, đưa tay ra đằng sau, run run sờ vào bức tranh thần. Người họ Triệu đứng tim, người sao Xín Trải đứng tim. Thành hay không thành? Số phận của người chịu lễ ra sao? Người sao đỏ nơi đây trông cậy được ở người thanh niên này thế nào? Tất cả đều ở phút giây định mệnh đang chờ đợi. 3 bức tranh thờ thần mà người thủ lễ sắp bắt, bước nào cũng có thần tài phù trợ. Thần Thầy Vẩy, vị thần của sự bình yên, khiêm nhường, nín nhịn, coi trọng việc học hành thành đạt. Ở đâu có thần Thầy Vẩy hiển linh ở đó, có quân sư tài giỏi, thông hiểu lý lối chữ nghĩa. Người quân sư đó có thể dẫn dắt tộc người ra khỏi những rắc rối trên đời, tạo dựng cho rừng, cho núi, cho con người cuộc sống bình yên, giữ cho con suối dòng sông xuôi về tận biển. Thần Rồng Tàn, vị thần dũng mãnh, có thể đối mặt với cái ác, với thiên nhiên hung dữ. Người Dao coi mình là người ở rừng. Trời định cho người Dao lấy núi làm chỗ chở che, lấy rừng làm nguồn sống. Cha núi cho người Dao điểm tựa, mẹ rừng cho người Dao nguồn sữa. Mẹ cha nâng đỡ, nuôi nấng người Dao từng ngày, song cũng thử thách người Dao từng bước. Có thần Rồng Tàn phù trợ là có những con người mạnh như hổ, khéo như báo, nhanh như hươu nai, đủ sức, đủ khéo léo chống chọi với gió mưa thú dữ. Có thần rồng tàn phù trợ là có những vị tướng tài cầm quân đánh giặc, bảo vệ được bản làng. Nhưng trong lúc thời thế như nồi thắng cố đang sôi, thú to thú nhỏ gầm ghè tranh giành cướp giật khắp nơi, thì khát khao cháy bỏng của cả cộng đồng người Dao hướng cả vào thần hỏi Phan. Vị thần có thể phù hộ cho người Dao, có người dẫn dắt ra khỏi cảnh múa dao trong sọt, giữ cho đất này trong ấm ngoài êm. Trong khi đám người cuồng tín để cả hồn vía vào lễ bái, thì trong một ngách buồng của chủ nhà, Triệu Tá Sắn đang một mình một mâm rượu. Căn buồng giống như cái hang thuận cho Sắn việc giấu mình. Mâm rượu vừa lưu giữ Sắn, vừa tạo cho Sắn có thời giờ thu hết mọi động tĩnh từ bên ngoài để ngẫm ngợi, để chuẩn bị cho mai sau. Triệu Tá Sắn là con cả của châu Đoàn Triệu Kim Vàng. Họ Triệu, cha truyền con nối cai quản vùng Sán Trải. Triệu Kim Vàng là con cả giàu có, lại có binh quyền trong tay, nên đương nhiên quyền thế nghiêng trời lệch đất. Triệu Tá Sắn được coi là người không chỉ nối được nghiệp mà còn vượt xa bố cả trong quan trường lẫn quan hệ trong ngoài dòng tộc. Sắn ra đời đúng vào mùa sinh nở của loài hổ, được loài hổ chở che cho bú mớm. Tương truyền, loài chúa sơn lâm có lãnh địa rộng lớn ở phía tây dãy Hoàng Liên, từ xưa xưa là vệ sĩ của thiên cung. Năm nọ loạn rừng động biển, trên trời các loài chim tự nhiên bay vọt ra khỏi tổ, lao vào mổ xẻ lẫn nhau. Cuộc chiến của móng vuốt, mỏ, cánh làm cho bầu trời vùng rừng tối sầm, lông chim bay mù trời, phân chim, máu chim, thịt chim rơi lả tả, tiếng quang quác kêu than náo loạn cả trời xanh. Dưới đất các loài thú tự nhiên lao ra khỏi ổ, thú lớn cắn xé thú bé, thú lớn quần nhau với thú lớn thú bé ăn thịt lẫn nhau. Dưới nước, thần rùa Thuồng Luồng, cá lớn cá bé tranh giành chỗ sống, đánh nhau một mất một còn, máu tanh nhuộm đỏ suối đỏ sông, tôm cá nổi trắng mặt nước, đất đai ngập chìm lũ lụt. Loạn lạc làm cho gầm trời náo động, thần linh thổ địa kinh hoàng, oán hận động cả trời xanh. Ngọc Hoàng cả kinh, vội phái vệ sĩ hồ xuống trần gian dẹp loạn. Do oai phong lẫm liệt, lại được theo học thập bát ban võ nghệ của miêu sư, nên hồ chiến thắng được muôn loài, lấy lại được bình yên cho hạ giới. Việc chiến công dẹp loạn, hồ được Ngọc Hoàng Thượng Đế đóng dấu chữ vương vào trán, rồi cho cai quản bách thú sinh sống quanh núi Hoàng Liên. Ngày Sắn sắp chào đời, thì mẹ Sắn vô tình chui qua rừng ma. Hàng trăm con ma đói khát vây quanh đùa bỡn. Một tốp thợ săn phát hiện ra, đưa về nhà châu Đoàn, thì bà đang ngấp nghé ở cửa địa ngục. Lễ bói ma tại nhà châu Đoàn diễn ra trong trang nghiêm bí hiểm. Trong chuồng mấy chục con lợn, hàng trăm con gà, bình thản chờ thần chết. Đầu hồi 10 con chó mực buộc sẵn chờ hóa kiếp. Trong nhà người bệnh nằm thiêm thiếp trên giường, mọi người ngồi quanh nín thở chờ đợi. Nỗi lo lắng mệt mỏi thành cái chài khổng lồ trùm lên cả họ tộc, lây lan ra cả những người khác dòng khác giống. Thầy cúng vào cuộc. Trên mảnh vải đỏ trải trên bàn trước mặt thầy là đồ nghề 10 đời ăn cơm thiên hạ. Tiếng cúng của thầy chỉ có hồn ma mới chịu nổi dai dẳng thúc vào đêm, vào trí não mọi người. Cái mâm chứa cả trăm cái răng nanh hội tụ hồn vía các loài mãnh thú như hổ, báo, gấu, lợn lòi hất lên trời như hất ngô, rồi lại tụ xoáy vào giữa mâm. Bỗng tiếng hét kinh thiên động địa của thầy phát ra, làm mọi người giật mình. người bệnh, toàn thân đỏ như con tôm luộc, lông mọc dài, hai tay giang ra như một tội đồ, miệng hú hét kêu cứu. Tiếng ngày đó trong đám đông ngoài sân thốt lên, ma dương bắt hồn bắt vía ba chủ rồi. Một người quỳ xuống ngẩng mặt lên trời. Trời ơi, sao trời nỡ hại cả mẹ con bà chủ thế này? Tất cả quỳ theo, tất cả ngước mắt lên bấu víu vào bầu trời. Bầu trời tối đen như mực, thỉnh thoảng vài ngôi sao lóe lên, rồi lại mất hút vào biển đêm. Trời vừa nhìn, vừa không nhìn xuống nhà họ Triệu ở Sán Trải. Cuộc chiến dai dẳng giữa thầy cúng với ma rừng kéo dài 5 ngày 5 đêm. Mà hành trình từ bến chết ra bến sống của người mang quan tài gặp nạn. Mang thai bằng mang quan tài, tục ngữ giao, vẫn lạc trong thăm thẳm rừng mê. Đêm ngày thứ 6, bỗng dưng người bệnh biến mất, cả vùng lao vào cuộc tìm kiếm. 12 đội thợ săn được 36 tên lính khố xanh hỗ trợ khuấy đào khắp vùng. Suốt dải rừng phía nam, phía đông, dãy Phan Xi bị người, bị chó quần nát. 16 thầy mo trong vùng lần tìm nát sổ nan tào. Những gì làm được, họ Triệu đã làm, cả vùng đã làm. Song vợ của Châu Đoàn vẫn như rùa xuống vực. Cho đến ngày thứ 17, một thằng bé khát sữa mò vào mút vú con hổ cái nhồi chấu ở góc nhà. Mọi người mới ồ lên. Chúa Sơn Lâm là nỗi khiếp sợ không cùng của các loài ăn cỏ ăn thịt, nhưng cũng là loài trừ tà ma, mang lại sự may mắn cho con người. Có thể trong mê trong tỉnh, vợ Châu Đoàn đã nghĩ đến điều này, nên đã mò đến lãnh địa của loài hổ, quyết đánh đổi mạng sống của mình để cứu được đứa con trong bụng. Một quyết định chóng vánh được đưa ra. Món tiền thưởng gồm 2 con trâu, 5 con lợn, 10 vò rượu, 100 đồng bạc trắng, 5 năm không phải đóng xu thuế cho những ai dám vào lãnh địa của hồ tìm bà Châu Đoàn, khiến ai nấy vừa hoa mắt ổ tai, vừa e ngại như chuẩn bị chui xuống địa ngục. Lãnh địa của hồ ở phía tây dãy Hoàng Liên. Tương truyền khi bắt đầu sáng trần, loài chúa Sơn Lâm võ nghệ cao siêu, tinh thần gan dạ dũng cảm, thích mạo hiểm, là một loài ăn cỏ. Thảo nguyên bao la, đất đai màu mỡ, mưa nắng thuận hòa, đã sản sinh ra một loài cỏ mềm, ngọt, hương mật thơm tỏa ngan ngát, làm cho loài quanh quẩn trên chốn nghiêm trang, lạnh lẽo, thích thú. Chúng quây quần hòa thuận, cùng các loài ăn cỏ khác tung tăng khắp chốn, lấy cỏ nuôi mình, lấy mình nuôi cỏ, không loài nào bắt nạt loài nào. Trong thuận có nghịch, trong thuận nuôi dưỡng mầm họa. Các loài sinh sôi nảy nở như nấm mùa mưa, khiến loài cỏ thơm ngon không mọc kịp. Mùa hạ, ông trời đổ lửa rang khô mặt đất, khiến cây cỏ khô héo. Mùa đông, sương muối, mưa tuyết làm cây cỏ lụi tàn. Loài người mang lửa lòng, lửa rời đến quanh năm triệt phá. Tất cả hùa nhau phá vỡ sự yên bình, làm cho thảo nguyên mất dần màu xanh, làm cho đói khát bao trùm. Muốn tồn tại, thú lớn phải nhai nuốt thú bé phải cậy nhờ hang hốc cây cối. Hổ là một loài háu đói và nóng tính. Thấy cái đuôi dài không dọa được những kẻ đói khát, vuốt sắc không làm kẻ thù khiếp sợ, hàm răng chắc khỏe không tranh nổi với tính cẩn mẫn kiên nhẫn của trâu bò hươu nai. Điên lên vì đói khát, điên lên vì tổn thương tự trọng và vì sự sống còn, đã biến loài hổ thành những kẻ hiếu sát, những kẻ ăn thịt rùng rợn, nhất là khi loài người mê mẩn từng bộ phận trong cơ thể của chúng. cả vùng Phòng Tô, chưa ai một lần dám đặt chân tới lãnh địa của loài hổ. Nhưng bếp nhà nào cũng rì rầm bàn tán, tai người cũng lọt qua những chuyện ly kỳ. Nó không chỉ nuôi dưỡng tính tò mò, gây nên nỗi sợ hãi truyền kiếp, mà còn là niềm tự hào thành kính của cả vùng. Trong tâm niệm của họ, lãnh địa của hổ là vương quốc thần tiên. Ở đó cứ mỗi tuần trăng là loài hổ lại về đây hội tụ. Ở đó vào mùa đực cái là khắp khu rừng rền vang tiếng gầm gào của những con hổ cái động đực, hổ đực khát tình. Ở đó vào mùa sinh nở, những gia đình nhà hổ hiền như những chú mèo quấn quýt lấy nhau. Ở đó, những con hổ biết tuổi rời đã hết, những con hổ bị tên bắn bẫy sập nếu thoát được sự vây hãm của con người, là cố lết về quây quần trong nghĩa địa hổ. Người sắp chết thì buồn đau lo sợ, nuối tiếc. Hổ sắp chết vẫn tỏ rõ sự yên hùng. Chúng giúp nhau chết bằng cách cắn xé nhau và nhau cho máu chảy, xương lòi ra, rồi con nào con nấy tự lấy cái lưỡi đầy gai sắc liếm cho chỗ bị thương thối loang ra để được hưởng cái chết đến dần dần. Quanh năm nơi này vang lên những tiếng gầm khan khan trầm đục như tiếng khóc bi hùng tiễn đồng loại về thiên cổ. Đội thợ săn của Tà Trải hăng hái dấn thân vào cuộc phiêu lưu. Những người thợ săn lão luyện lấy trước phần thưởng, uống rượu, cắt máu ăn thề, nhốt những con chó trung thành tinh khôn lại, rồi ngậm ngài vào rừng. Họ cứ đi, đi mãi, hết chui qua khu rừng ma, trèo qua khu rừng quỷ, đặt chân vào khu rừng không tên, không dấu chân người. Trên đầu họ là lũ quạ dẫn đường, trước mặt, quanh họ, cả đàn sói đưa lối. Họ đi, cho đến khi bầu trời doãng ra, rừng núi doãng ra, chó sói lui, chim mất dạng, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, cả đội mới giật mình kinh sợ. Cả đội nhìn nhau. Bản tính người vùng rừng là thích phiêu lưu mạo hiểm, thích thể hiện mình, nhất là khi có sự đồng tình kích động. Đã là thợ săn, ai cũng muốn một lần được chạm trán với hổ. Huống hồ cả đội toàn những người con ưu tú của rừng. Và nữa, tiền thưởng đã được trẻ nhỏ ra, phần mang về cho vợ con, phần cho vào bụng. Và nữa, cứu một mạng người là phúc đẳng hà sa. Cả đội siết chặt tay nhau, lấy can đảm vào cuộc. Từ trên ngọn cây mọi người rên lên, trong tiếng rên lẫn lộn cả kinh hãi và thích thú. Hổ đúng là một loài quy củ trọng nghĩa trọng tình. Trước mắt những người chuyên rình mò rượt đuổi, lấy sự giết chóc làm vui làm nguồn sống, là cả một xã hội hổ. Họ rên lên khâm phục khi thấy trong khu nghĩa địa, đằng sau bộ xương trắng muốt của con hổ đầu đàn thoát xác là những bộ xương hàng ngũ trình tề, tất cả phổ phục ngước lên đỉnh Phan Xi như qua một cuộc hiến tế vĩ đại. Xung quanh những bộ xương là những con hổ đến tuổi chết, những con hổ bị thương biết mình sắp chết lê lết về để được chết có đàn có gốc. Thường ngày hổ là chúa của sự hay quên. Không hay quên thì con mắt nghìn dặm của nó sẽ tóm gọn bất cứ con vật nào trong tầm mắt. Cặp tai nghìn dặm của nó sẽ không để sót bất cứ kẻ nào dám đả động đến oai xanh. Song chúng giống như loài người, lại cũng khác loài người. giống như loài người lại cũng khác loài người. Những con hổ già đến nỗi rụng lông, rụng đuôi, khoang vàng, khoang xám trên đầu đã đổi sang màu trắng như cước, vẫn trèo lên tảng đá, chễm trệ, thua vạn vật và tầm mắt. Sức mạnh, trí thông minh, tốc độ cùng sự phối hợp tuyệt vời trời đất ban tặng đã đưa hổ lên vị trí đứng đầu các loài thú trong rừng. Một đời hổ biết bao đời thú, gây ra biết bao kinh hãi cho người cho vật. Vậy mà đến lúc quy tụ nơi về chầu tổ tiên, chúng hiền lành như mèo. Con đứng choãi chân ra phía trước, chồng mông cao lên, rồi vươn vai một cách uể oải. Con há cái miệng rộng hoác, lưỡi thè dài như lá gan đầy máu, hai răng nanh như hai quả chuối mắn chìa ra, nhưng không dọa dẫm kẻ nào. Con gớt chân lên tảng đá, hai chòm râu màu bạc rung rung. Những tiếng gầm đánh thức rừng, đánh thức núi, kéo những cặp mắt tinh anh mê muội của những người thợ săn đến với khu rừng hôn phối. Hàng trăm con hổ đang mê say với trò được cái, làm ai nấy vừa rùng mình sợ hãi, vừa run lên trước sự mê hoặc man dợ hào hùng. Những con hổ đực hết vuốt ve mơn trớn, rồi lại lồng lộn gầm gào, con nào cũng cố khôn khéo lì lợm. Những con hổ cái gầm lên, tưởng như cắn xé nát da nát thịt hổ đực. Mọi người chợt giật mình. Ở góc phía tây, có một đám hổ đang quây quanh, liếm láp đùa giỡn với một sinh linh nhỏ bé. Gần đó trên một tảng đá bằng gian nhà, bà vợ quan Châu Đoàn đang nằm tã tưởi. Có thể bà chết vì kiệt sức trong sinh nở, có thể bà tắt thở vì sợ hãi, có thể vì cả hai. Dường như đánh hơi thấy người, những con hổ hướng lên những ngọn cây gầm gào rồi bỏ đi, để lại trơ vơ trên bãi một thằng bé nằm khóc ngằn ngặt. Mọi người đùn đẩy cho nhau, cuối cùng do ma lực xui khiến, máu anh hùng nổi lên cùng món thưởng quá đậm dồn lại, khiến một kẻ vô sừng vô sẹo liều mạng tụt xuống, ôm thằng bé chạy ù ra khỏi lãnh địa loài hổ. Đội thợ săn không cứu được vợ quan Châu Đoàn về, song cứu được một giọt máu của quan. Châu Đoàn mừng rỡ khao cả tổng, thằng bé được đặt tên là Sắn, Triệu Tá Sắn. Sắn sinh ra đã được hổ cứu sống, cho bú mớm, nên pha trộn trong dòng máu của nó là dòng máu hổ. Sắn cao lớn khỏe mạnh, trên trán lồi ra một chữ vương như đắp, lông vàng râu vàng. Dòng máu hổ khiến cho Sắn luôn thèm thịt sống, nhất là loài ăn thịt hai chân, biết nói biết nghĩ. Đặc biệt hắn như duyên như nợ với rừng, tính phóng túng như ngọn gió, luôn muốn trào ra mọi khuôn khổ. 3 tuổi, Sắn đã kể vanh vách những loài cây, loài chim, loài thú trong rừng. 7 tuổi, đã mang cung tên vào rừng, săn chuột, săn sóc. 17 tuổi, đã làm chủ một phường săn nổi tiếng, thành tích đầy mình. Khách đến nhà họ Triệu ở Sán Trải. Trước hàng trăm cặp sừng, nanh, móng vuốt của các loài thú dữ treo kín vách, không thể không trầm trồ khâm phục. Khách được đãi bằng các món gan hổ, chân gấu, được sưởi ấm bằng than xương thú, thì dẫu chỉ một lần thôi là nhớ quên chết. Chưa hết, biết Sắn, hiểu Sắn, không ai không kinh ngạc trước khát khao làm người đứng đầu của hắn. Lớn lên một chút, Sắn nổi tiếng trong trang lứa về tính quân tử, thà hủy hoại thân mình chứ không phản bội chúng bạn. Để tỏ rõ oai hùng, Sắn lùa cả đàn vịt vào sâu trong rừng, mổ thịt làm lễ ăn thề. Bố Sắn biết được, ông lôi con về, trói vào cột giữa sân, quây rơm xung quanh đốt đùng đùng, mà hắn vẫn không thay đổi nét mặt. Một đứa trong đồng bọn bị ngã ngựa, chùn sống lưng, thâm tím mặt mày. Sắn về nhà lấy trộm của bố cả cái mật gấu to tướng đem cho. Sắn trêu tổ ong bò vẽ, bị ong đốt, mặt gáy sưng vù, bị bố đánh, liền cầm luôn con dao nhọn cắm phập xuống, làm đầu ngón chân cái rơi ra. Khi đăng lính, Sắn được quan ba De Reno xung vào quân số chốt giữ ngã ba hiểm yếu Sán Trải. 5 năm đội nón dẹt, dài đỏ, thắt lưng đỏ, góp sức với quân của quan ba canh giữ đánh dẹp. Từ thành tích hắn giết không ghê tay, hạ đối phương không từ một thủ đoạn, Sắn được leo lên đến trước đội. Nhật đuổi Pháp, Sắn vẫn được giữ nguyên trước tước. Quốc dân đảng dựng nên chính quyền ở Tà Trải, Sắn không những không hợp tác mà còn tập hợp lực lượng đánh lại, khiến chúng phải bỏ chạy về Lào Cai. Bộ đội Việt Minh tiến vào giải phóng Phòng Tô, dựng lên chính quyền cách mạng. Sứ Thái tự trị của Đèo Văn Ân điên cuồng chống lại. Sắn gia nhập ngay quân đội của Ân và được giao cho 500 tên phỉ, tùy ý hành động, tùy ý bắn giết. Cuối năm 1950, Việt Minh mở chiến dịch Lê Hồng Phong, màn 2, làm cho quân Pháp thành bầy vịt cỏ từ Lào Cai ảo qua Sa Pa, Phòng Tô, chạy sang tận Lai Châu, mà vẫn hồn một nơi người một nẻo. Nước lũ cuốn trôi bè mảng, Sứ Thái tự trị, một nhà nước thu nhỏ, một bộ máy công quyền khá hoàn chỉnh với đủ cả cơ quan hành chính, lập pháp, tư pháp, quân đội, ngân hàng, hội đồng dân biểu, tan nhanh như bọt nước mùa lũ. Các quan chức đứng đầu, các chức dịch, một số vội vàng cuốn gói theo chân người Pháp, một số lần vào váy vợ, một số đem súng ra hàng. Sắn không làm thế. Bọn phỉ ở Phòng Tô trải bao chìm nổi, thì Sắn nếm trải bấy nhiêu nổi chìm. Như người khác, sau một lần chết hụt, không sợ đến già thì cũng tự mình né tránh thời cuộc. Sắn khác người. Sắn cay cú, Sắn tự coi mình là người có chân mạnh đế vương. Công việc Sắn và các huynh đệ đã và đang làm, dẫu hoa chưa nở, trái chưa thành, nhưng mặt trời mặt trăng còn, thì cơ hội dẫn dắt thiên hạ còn. Sự cuồng tín cay cú cùng khát vọng điên cuồng của những tên địa chủ đặc vụ quốc dân đảng Tàu lưu vong, những tên trùm phỉ khét tiếng do người Pháp cài lại, đã nuôi dưỡng trong Sắn mưu đồ giành chính quyền, rồi tiến tới cái đích bá chủ thiên hạ. Sắn đang từng bước thực hiện mưu đồ của mình. Sự có mặt trong buồng nhà chủ tịch xã Xín Trải nằm trong kế hoạch chui sâu, lấy Việt Minh, đánh Việt Minh của hắn. Sắn với Dùn cố kết với nhau như duyên nợ. Cuối năm 1948, cả hai cùng là sĩ quan trong tiểu đoàn người Thái tự trị của họ Đèo. Là người cùng tuổi, cùng dân tộc, cùng họ, cùng vòng đời, cùng là học trò của ông nội Dùn. Đặc biệt trong một trận càn quét ra Tam Đường, Dùn đã không quản hiểm nguy, dẫn dắt Sắn rút khỏi vòng vây dày đặc của bộ đội Việt Minh. Từ khá nhiều cái cùng ấy, Sắn và Dùn đã kết nghĩa anh em. Lễ kết nghĩa của hai người là một cuộc ăn thề đầy đủ lễ nghĩa. Giữa trời, giữa đất, giữa rừng, giữa núi, trước sự chứng kiến của thần rừng, thần núi, của quan ba, của các thổ ti quanh vùng. Không cần bánh dày, con của đất, không cần gà sống lông vàng mỏ vàng, con của rừng. Cháu của cụ Phúc Đức, hai người cồi trần, ngồi xếp bằng như võ sĩ. Đúng giờ rồng cuộn hổ ngồi, giờ Sắn chui ra khỏi bụng mẹ cất tiếng chào đời, là cả hai cánh tay giơ về phía mặt trời, dùng dao nhọn xiên nhẹ. Máu từ hai bắp tay cuồn cuộn rót xuống cái chậu sành chứa đầy rượu. Sắn lấy tay quấy đều chậu rượu pha máu hai người, rồi múc một bát cho Dùn, một bát cho mình. Cả hai nâng bát rượu ngang đầu, cúi lại bốn phương trời mười phương đất. Tiếng khấn của Sắn vang lên rành rọt, vừa như cầu, vừa như lệnh. Hôm nay, ngày trời phù, đất phù, hai chúng tôi, Triệu Tá Sắn, Triệu Tá Dùn, sinh cùng tháng, cùng năm, lớn lên cùng chung cái đích, giữ gìn bờ cõi người Dao. Chúng tôi xin kết nghĩa anh em, có phúc cùng chung, có họa cùng chịu. Xin trời đất, thần núi, thần rừng, thần sông, thần suối, chứng giám. Xin được các quan cùng các chiến hữu đồng lòng giúp sức. Cả đám quan quân vỗ tay hò hét phấn khích. Hai người uống cạn bát rượu pha máu, rồi múc rượu dâng quan ba. Quan ba uống, rồi chuyển cho thổ ti họ Đèo. Thổ ti họ Đèo uống, rồi chuyển cho quân lính. Cứ thế niềm phấn hứng nhân lên cùng rượu và máu của hai người. Cuối năm 1953, tiểu đoàn Thái Tự Trị bị Việt Minh đánh cho tan tác. Nghe lời ông nội, Dùn bàn bạc với 12 tên lính thất trận, đều là anh em con cháu trong nhà, rồi cùng nhau vác súng ra hàng. Từ sự thành khẩn và thành tích giác ngộ của người lầm đường lạc lối, Dùn được làm cán bộ thôn, cán bộ xã, rồi leo lên chức chủ tịch xã. Còn Sắn đứng lên xưng vua. Vua Sắn lại bị Việt Minh đánh cho không còn mảnh giáp, phải chui lùi trong hang trong hớp qua ngày. Sự có mặt của Sắn trong lễ cấp sắc cho con trai là ngoài dự kiến của Dùn. Thấy cái dáng cao lớn, da đầy lông lá của Sắn, Dùn hoàng hồn ấn vội Sắn vào buồng cùng một mâm thịt rượu. Được Dùn chấp nhận cho đặt được một chân vào nhà là Sắn mãn nguyện lắm rồi. Lần nổi phỉ năm 1953 thất bại, Sắn tìm đến nhà Dùn, bị ông nội Dùn lấy lá dắt ra rừng. Kể từ đó Sắn từ mặt. Bây giờ nhìn trước nhìn sau, cá không bò được nước, hổ không bò được rừng. Dùn không chỉ là nỗ nương tựa của hắn khi cùng đường, mà phải là cỗ xe tam mã, khuấy đào cái trật tự từ chính Dùn đã và đang góp công dựng lên. Sắn chọn đúng lúc nhà Dùn có việc, để vào nhà là cách của con sói vào nhà lũ thỏ. Sự tụ họp đủ mặt, già trẻ lớn bé, cả anh hùng hảo hán lẫn những kẻ đầu bò chấm so của cộng đồng người Dao đất Xín Trải là dịp để hắn lựa chọn tìm cách móc nối, và cũng là dịp Dùn không có cách gì từ chối gặp hắn. Lễ cấp sắc đang kỳ cao trào. Triệu Phú Vương run run cầm bớt chanh, từ từ dơ lên cao, rồi hồi hộp thả xuống. Mọi người lặng đi. 1.000 năm trước, thần hỏi Phan mải mê tiêu dao cùng mây gió. 100 năm qua, thần hỏi Phan quay mặt với khổ ải của người Dao. Trời đã đến lúc rạng, lửa đã đến lúc cháy. Thần hỏi Phan đã nhập vào Triệu Phú Vương. Sau bao năm khát khao, Triệu Phú Vương là người Dao Xín Trải đầu tiên có niềm vinh quang được chân mệnh vua cha chiếu sáng. Từ điềm báo đến hiện thực còn xa vời. Sau một con gà gáy, cả bạn bừng thức, trăm người như một, ai cũng rưng rưng, mừng cho họ Triệu, mừng cho chính mình. Vua ra! Tiếng thầm thào cố nén của cả trăm con người cùng cất lên, như tiếng nguyện cầu buổi sớm. Vua ra! Cái khát vọng đứng đầu thiên hạ của 100 đời trước dồn tụ. Cái hy vọng dẫn dắt thiên hạ của 100 đời sau loe loé từ phía hừng đông. Vua ra. Trong buồng, Triệu Tá Sắn nâng bát rượu lên, từ từ uống cạn. Cặp mắt lươn của hắn lóe lên. Đám dân đen cuồng tín bên ngoài mê muội bao nhiêu, thì lòng dạ hắn hân hoan sôi réo bấy nhiêu. Vua ra. Trong mập mờ sáng tối sống còn, con người thường bấu víu vào một cái gì đó để hy vọng, để cộng thêm nghị lực mà sống, mà tồn tại. Cái bấu víu dễ nhất, mông lung, không bờ bến nhất là niềm tin, là tâm linh. Càng khổ ải, càng mất phương hướng, con người càng nuôi dưỡng tôn thờ niềm tin. Cứ bám vào cái rễ làm cho con người mê muội nhất là tất dẫn dắt được con người. Sự sinh ra và mất đi của mọi sự vật, hiện tượng đều do trời đất định đoạt. Cuộc sống hiện hữu của mỗi con người là do ông trời sắp đặt để thử thách. Con người ở trần gian, ai là người biết tu luyện tâm đức, làm việc thiện, thì khi chết đi sẽ được về với vương quốc thiên đường, về với cái đích của con người. Lời thầy sùng peng, lời thầy khỏi cháo nối nhau. Toàn những lời có cánh dẫn dụ con người vào chốn mông lung, bắt con người chui vào vòng khổ ải. Từ bấu víu tâm linh, từ khát vọng vô gia mà năm 1950, Phòng Tô này, Tây Bắc này, trong cơn lũ ống, lũ qua, cái gì trôi thì trôi, cái gì còn lại lại bật dậy ngẩng lên vươn cao mầm sống. Từ tâm linh, từ khát vọng vô gia, mà từ năm 1950 đến năm 1955, Tây Bắc 4 lần nổi phỉ, 4 lần bị dẹp. Nhưng dẹp gì, đánh gì, thì mầm mống khát vọng vẫn là hòn than ổ trong lòng người, lòng rừng. Nắm được cốt lõi này, ta sẽ có tất cả. Thà cốt lõi này, ta sẽ không trốn nương thân. Sắn lại nâng bát rượu lên uống cạn. Niềm hân hoan chảy dần dật trong dòng máu của kẻ tự coi mình có chân mệnh đế vương. Sắn đã một lần được mang chân mệnh đế vương trùm lên thiên hạ. Đó là vào mấy năm đầu của những năm 50. Phòng Tu là miệng của trời, là mường trời thét. Song trước đây chỉ có sấm sét từ trời, từ thổ ti họ Đèo, thủ lĩnh họ Giàng nối nhau, chứ làm gì đến lượt những người Dao thấp cổ bé họng. Việt Minh tràn qua, mấy đại đội lính khố đỏ khố xanh trấn giữ các nơi hiểm yếu, phải đội lốt Việt lạch bạch chạy về phía Lai Châu, Điện Biên. Các thổ ti, những kẻ cùng nhau uống máu ăn thề, hứa cùng nhau quyết tử với Việt Minh, trông trước trông sau, rồi mạnh tên nào tên ấy chạy. Từ ngày bị Việt Minh đánh bật ra khỏi Sán Trải, phải chui vào rừng sâu nương náu, Sắn luôn sống trong tiếc nuối nhục nhã. Trong hơn 30 năm nhận biết được ở cõi đời, chưa bao giờ hắn biết đến gục ngã. Vậy mà lần này, hắn đau, đau lắm, đau như bị cắt mất bộ truyền sống. Thất bại trước những kẻ trên không chằng dưới không dễ, đã là nỗi đau quá lớn, nhưng chưa thấm vào đâu với cảnh như con chó bị đuổi khỏi nhà. Cùng bị bứng theo hắn, có hơn 300 đàn ông trai tráng người Dao sinh sống quanh thung lũng Sán Trải, mà thường ngày hắn vẫn gọi là chiến binh. Trong số hơn 300 chiến binh ấy, chỉ có hơn 20 người thực sự làm con chó chuyên nghiệp giữ cửa. Số còn lại là những dân binh nửa vời. Người thì dây mơ rễ má trong dòng tộc, người bị sợi dây luật tục buộc chặt, người bị ruộng đất nợ nần trói từ đời này sang đời khác. Thường năm ngoài việc mùa vụ, có công việc của bản của châu phải đến làm tập trung. Còn bình thường, ban ngày họ được cày thuê cấy rẽ, ban đêm thay nhau vác súng vác kiếm, đến nhà họ Triệu gác sách tuần tra, hoặc ban ngày tuần tra canh giữ, ban đêm về nhà uống rượu, ôm vợ. Là những kẻ đầy tớ trung thành, bảo canh giữ thì canh giữ, bảo đi theo thì đi theo. Cái đích của họ là được làm thuê làm mướn, là được ăn cơm mặc áo nhà họ Triệu. làm cho nhà họ Triệu giàu có là được nương nhờ, dứt khỏi nhà họ Triệu là dứt khỏi con đường sống. Đời ông họ thế, đời cha họ thế, bây giờ họ là sợi dây nối tiếp mà thôi. Bộ đội Việt Minh tràn vào, theo tù và hiệu lệnh của Sắn, họ vội bỏ giờ bữa cơm, bỏ giờ đường cày, vác súng đến đón đánh Việt Minh, bảo vệ bản làng. Thực chất là bảo vệ nhà họ Triệu. Bộ đội Việt Minh như lốc như bão, khiến cả vùng chưa đánh đã vỡ, họ phải chạy theo họ Triệu vào rừng. Những kẻ theo Sắn càng đơn giản bao nhiêu, thì Sắn càng đau đớn bấy nhiêu. Dẫu đau, dẫu bực, dẫu xót, Sắn vẫn tỏ ra mình là một thủ lĩnh cứng rắn. Không cứng rắn không được. Mấy trăm con người bại trận vây quanh Sắn, tỏ rõ sự ô hợp cả bên trong lẫn bên ngoài. Bình thường là một đám nông phu, lúc tập hợp giống như một nồi thắng cố, thua trận lại càng thảm bại hơn. Trước đây tiền bạc quyền lực nhà họ Triệu thít chặt sợi dây vào cổ họ, tưởng như họ Triệu bảo sống là sống, bảo chết là chết. Ai ngờ lúc lâm trận, chúng mới phô ra sự hốt hoảng bạc nhược. Cả đội quân, toàn những kẻ nghe tiếng súng, mắt đã ráo rác như gà con mất mẹ gặp diều hâu. Vào rừng rồi mà hồn lúc nào cũng đau đáu phía gà gáy, bụng dạ lúc nào cũng như kiến cắn. Vậy mà vẫn phải nuôi nấng, vẫn phải phỉnh nịnh. Không nuôi, không phỉnh nịnh, thì lấy gì mà chiến đấu, mà lấy lại cơ nghiệp, lấy lại uy thế. Giữa lúc Sắn đang điên lên, thì con ba Đờ Rino thân chinh đến tận hang ổ của Sắn, tính kế lâu dài. Con ba Đờ Rino là người Sắn mang ơn suốt đời, là người coi việc lửa cháy trước mặt, lửa cháy sau lưng, là ghè lở hòn than ổ trong bếp mới là gan ruột. Quan ba đã lấy việc người địa phương trị người địa phương làm trọng, coi việc huấn luyện nuôi dưỡng người địa phương làm kế sách lâu dài. Có chính sách của quan các thổ ti họ Đèo, họ Giàng, họ Lù mới có cái thế để cát cứ hoành hành. Có nuôi dưỡng dạy bảo của quan dọc biên giới Tây Bắc mới có lớp chiến binh áo đen, áo tràm khét tiếng. Khi Sắn xung lính, có sự dẫn dắt nuôi dưỡng của quan, Sắn mới leo lên được trước đội, mới có thực lực lập nên đội quân người Dao ở Sán Trải. Tháng 4 năm Ất Dậu, quân Nhật theo đường Sa Pa tiến đánh Phòng Tô. Quân Pháp kháng cự không nổi, phải bỏ đất chạy lấy người. Trước khi vượt cửa khẩu để chạy sang bên kia biên giới lánh nạn, quan ba đã kịp giao cho Sắn nhiệm vụ ở lại xây dựng lực lượng. Lúc đó bao nhiêu giá trị lộn nhào, mạnh ai nấy xưng hùng xưng bá. Xong, dẫu hùng, dẫu bá, dẫu đội lốt mèo lốt hổ, kẻ nào cũng phải nghe theo sự chỉ bảo ngầm của quan thầy. Nhất là khi âm mưu tái chiếm Tây Bắc của người Pháp đang sôi sục. Trong cây gậy từ mẫu quốc, những người Pháp bại trận ở Côn Minh đã lập ra phái đoàn 5 nhằm cài cắm xây dựng lực lượng tình báo biệt kích tinh nhuệ chống phá Việt Minh. Ở Phòng Tô, người mà Đờ Rino nhớ tới đầu tiên là Sắn. Từ súng ống, đạn dược, từ chỉ đạo chiến thuật chiến lược của quan thầy, Sắn đã đứng lên đánh tan bọn Quốc dân Đảng. Từ khích lệ tinh thần của quan thầy, Sắn đã đưa đội quân của mình ngẩng cao đầu, sánh ngang với những thổ ti, người Thái, người Mông, người Puna, những kẻ bao đời làm mưa làm gió ở đất này. Lần ấy theo lệnh của quan ba Đờ Rino, Sắn cùng đám thuộc hạ thân tín đi Mường So để cùng chi châu họ Đèo, thủ lĩnh họ Giàng, họ Lù thành lập liên minh chống Việt Minh. Thực ra lúc đó các chúa đất mỗi người hùng cứ mỗi phương, có kẻ nào chịu kẻ nào mà liên minh đứt minh. Có chăng chỉ là dịp để các thủ lĩnh thăm dò lực lượng của nhau, thực lực của người Pháp ra sao, lo được gì cho mình. Đúng như Sắn dự đoán, cuộc họp của liên minh lộn nhộn chẳng khác gì một nồi thắng cố. Khác chăng nồi thắng cố ấy, đáng lẽ được đặt giữa chợ, thì nó lại được đặt trong cái hang tối tăm giáp biên giới Việt Trung. Khác nữa, thầy cúng Đrinho không điều khiển các âm binh, mà để cho các âm binh tự điều khiển lẫn nhau. Cuộc họp đi quá nửa ngày mà vẫn lùng nhùng, mọi nghi thức xã giao, mọi lối mở bị chôn cứng trong những cái đầu u mê tham vọng. Chỉ đến khi quan ba tuyên bố các thủ lĩnh vùng nào sẽ chỉ huy kháng chiến vùng ấy, căn cứ vào quân số và khả năng tác chiến của từng vùng, máy bay Pháp sẽ thả dù, súng ống, đạn dược, lương thực, thực phẩm cho các thủ lĩnh thoải mái chi dùng trong 5 năm, 10 năm. Lúc đó các thủ lĩnh mới hồ hởi như những kẻ đói khát được chia phần. Thưa quý vị và các bạn, để cứu lấy đứa con, mẹ Sắn đã đi vào lãnh địa của hổ, một loài mà người Dao tin là đem đến may mắn cho con người. Cho đoàn Triệu Kim Vàng trao thưởng lớn cho những ai dám vào lãnh địa của hổ để tìm hai mẹ con Sắn về. Đội thợ săn không cứu được vợ quan Châu Đoàn, nhưng cứu được giọt máu của ông. Triệu Kim Vàng đặt tên cho con là Triệu Tá Sắn. Sắn sinh ra được hổ cứu sống, nên pha trộn trong dòng máu của đứa bé là dòng máu của chú Sơn Lâm. Sắn luôn thích thèm thịt và luôn thấy mình gần gũi với rừng già. Từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành, Sắn luôn thể hiện tính cách phản nghịch của mình. Khi đi lính cho quân Pháp, Sắn được quan ba Đrinho xung vào đội quân giữ chốt ngã ba hiểm yếu Sán Trải. Sau đó, Sắn leo lên chức đội. Cuối năm 1950, Việt Minh mời chiến dịch Lê Hồng Phong lần thứ hai đánh đuổi quân Pháp, giành chính quyền tại Lào Cai. Trong khi những kẻ khác, người thì theo chân Pháp, kẻ buông súng ra hàng, thì Triệu Tá Sắn không làm thế. Hắn từng bước thực hiện mưu đồ giành chính quyền, rồi tiến tới cái đích bá chủ thiên hạ. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Trong cảnh mập mờ sáng tối, những kẻ ma lanh có ưu thế của con rắn trong đêm. Chuyến đi đó, Sắn bắt được vàng 10, còn hơn cả vàng 10. Lấy lại được Sán Trải là thông lại được huyết mạch, là chặn đứng một hướng Tây tiến của Việt Minh, là nòng cốt để lan tỏa ra cả vùng, là những lời có cánh từ miệng quan ba thổi vào tai Sắn. Cùng với những lời có cánh ấy, Sắn được hứa cấp súng đạn, lương thực, thực phẩm bạc trắng gấp đôi vùng khác, nhận thêm 200 tàn quân tường giấy thạch chạy sang nương trú, có quân Pháp, quân các thủ lĩnh khác hỗ trợ để đổ sức đương đầu với bọn kinh thật, kinh giả. Đặc biệt là Sắn được phép chuẩn bị mọi điều kiện để xưng vua. Sắn ngỡ ngàng. Hắn không tin vào tai mình. Làm vua thì phải có uy, có tín, có tôi hiền, tướng giỏi, hoặc chí ít phải có đám dân đen mê muội đến quên thân. Còn hắn, đức là cái mò nang trôi sấp trên suối, uy mới đủ khuất phục những kẻ lệ thuộc, quân là một đám nhộn nhạo ô hợp, tiền bạc kho lẫm vào cả trong tay kẻ thù, thì làm sao đã đủ sức xưng vương, xưng vua. Triệu Tá Sắn, đội Sắn, được quan ba tiếp rượu thông đêm. Qua Quan Ba, Sắn vỡ ra bao nhiêu điều mà chính hắn đã từng làm từng nghĩ. Sán Trải, mảnh đất hiểm yếu, núi giữ chân người, người giữ chân núi. Sán Trải, trước đây các tộc người sinh sống nơi đây vốn cùng một gốc, cũng chọc lỗ bỏ hạt, cũng xe lanh dệt vải, cũng lấy rừng làm nhà, cưới treo cô dâu theo hướng đông vào nhà, ma chay linh hồn theo thầy dẫn dắt về phương đông tụ hội. Trước đây vì không hiểu nhau nên tay phải chém vào tay trái, máu đổ đầu rơi. Bây giờ Việt Minh tràn đến, muốn Sán Trải này, Phòng Tôn này, Tây Bắc này không thành rừng cây bị vặt trụi lá, thì các bộ tộc phải cuốn lấy nhau, phải tạo nên sức mạnh, quét sạch Việt Minh. Xưng vua trong lúc cùng đường là việc làm điên rồ. Dù ta, Triệu Tá Sắn, có chân mạng dẫn dắt thiên hạ đi chăng nữa, thì lâu nay ta vẫn chỉ là kẻ a-dua, là con dao trong tay kẻ khác, vòng hào quang trên đầu ta vẫn là mượn, là giả. Giữ chặt bọn nửa lính tráng nửa đầy tớ trong tay là chuyện đương nhiên, song nuôi chúng, gây dựng chúng thành công cụ lúc này là phải cho chúng lòng tin. Chúng không trực tiếp làm rối loạn lòng quân, không lôi kéo bè cánh. Song ta đang ở tình cảnh chúng tin thì theo, không tin thì bỏ. Chúng mà bỏ thì sự nghiệp của ta sẽ là mô đất giữa dòng suối, lờ được 1 sẽ lờ 10, và cuối cùng tất cả sẽ rữa ra rồi trôi theo dòng nước. Xong mọi vật tự mình coi nó lớn thì nó lớn, coi nó nhỏ thì nó nhỏ, muôn sự khởi đầu đều có chông gai lấp lối. Trong vòng xoáy của thời cuộc, ta có muốn đứng ngoài, có cố tránh nó, thì nó vẫn xoáy vào, hoặc phải dạt vào bờ bên này, hoặc phải dạt vào bờ bên kia. Nhưng dạt vào bến bờ nào? Theo Việt Minh ư? Bánh vẽ làm cho cái tai con mắt no đủ, nhưng cái bụng sẽ như cần cối đói nước. Làm người nước Pháp ư? Bao nhiêu năm đàn áp, mua chuộc dụ dỗ, gây dựng trật tự sắt, vậy mà chỉ một cơn gió tràn qua, người Pháp đã bị lật gốc chốc ngọn. Không, 1000 lần không. Tiền nhân đã dạy, Hà Bá mong mùa nước lũ để lấp cái dạ dày, Hổ Báo mong rừng động để khỏi việc khổ sở rình mồi. Còn ta, biến hóa ư? Ta còn nguyên cái khéo léo của tổ tiên, sức mạnh ư? Uy vũ của ta có cái thế của kẻ làm chủ núi rừng. Xưng vua là danh chính ngôn thuận, là tăng thêm sức mạnh, là dẫn dắt bọn dân đen chui sâu vào con đường mê muội, là nghiệp lớn sẽ thành. Quan Ba Rino muôn năm, vua giao Triệu Tá Sắn muôn năm. Sau khi nhận lệnh của Quan Ba, Triệu Tá Sắn ngồi thông đêm với thầy Mau Quấy, người có thể giao tiếp được với thần linh. Sắn dính với thầy Mau Quấy như là định mệnh. Lần ấy Sắn đi Tà Thàng tìm gặp Quan Ba. Giữa mùa nắng nóng, tiếng sấm ì ầm dọa nạt chán chê, mà ông rời không dặn nổi một giọt nước xuống trần gian. Ban ngày mặt trời nung cho những tảng đá nóng rẫy phồng lên bạc phếch, ban đêm sương lạnh làm cho đá ướt át co lại. Sự nóng lạnh bất thường khiến những rãnh đá nứt rộng dần rồi tụt hẫng, lở ầm ầm xuống chân núi. Sắn cùng đám hộ vệ đang thả ngựa nước kiệu trên con đường vắt ngang sườn núi thì gặp một người đàn ông râu dài, mắt sáng, vóc dáng khác người từ trong rừng đi ra. Nhìn thấy Sắn cùng đám hộ vệ hùng hổ cưỡi ngựa đi về hướng tây, người đàn ông ngẩng mặt lên trời cười lớn, rồi nói một câu cụt lùn: "Đi đằng đông thì sống, đi đằng tây thì chết." Nhìn kẻ mới cỡ tuổi mình đang ra cái vẻ tiên tri, Sắn bật cười, vung roi vút xuống. Kẻ ăn đòn không giật mình, không chống đỡ. Hắn đứng lặng, mắt nhắm tịt, ngón tay trỏ của bàn tay phải đặt dọc sống mũi, lẩm bẩm câu gì đó, có lẽ là thần chú. Sắn lẩm bẩm, đúng là thằng điên. Rồi ra roi cho ngựa vọt lên, đám hộ vệ của hắn vọt theo. Sắn cùng đám hộ vệ qua ngã rẽ được một đoạn, thì gặp quan ba cùng đám tùy tùng đang trên đường đến thăm mình. Chủ tớ gặp nhau tay bắt mặt mừng. Sắn hớn hở cùng quan thầy quay về Sán Trải. Cả bọn vừa đi được một đoạn, thì một góc đỉnh núi phía tây toát ra, đất đá ầm ầm đổ xuống. Cả bọn hú hồn, bầy ngựa sợ hãi, hết tung vó trước lại hất càng sau, đám quan lính Tây ta hồn siêu phách lạc. Qua cơn nguy kịch, Sắn nhớ tới kẻ lạc loài gặp ở dọc đường mà giật mình thán phục. Gã cho người dò hỏi, thì được biết người đàn ông đó tên là Quấy, Bàn A Quấy. Quấy mồ côi cha, hiện đang nuôi bà mẹ mồ lòa. Quấy thông minh, có tài đoán định như thần. Những lời đoán sấm đoán chớp của Quấy thường ban đầu không ai tin. Khi việc xảy ra như rời định, mới bừng tỉnh, mới thấy sợ, thấy phục. Một lần giữa mùa hanh hao, Quấy bảo sắp tới sẽ có mưa đá lũ quét. Mọi người mặc kệ lời hắn bay lên rời. Hắn không nói không rằng, lập đàn cúng tế ngay tại ruộng trước cửa. Đàn cúng, cách cúng của hắn khác người, chẳng ra dao, chẳng ra tày, chẳng ra nùng. Giữa một vùng trời đất ảm đạm, lam sơn chuống khí ngùn ngụt, màu đen tuyền của giàn cúng, đồ cúng, quần áo người cúng, khiến người ta coi hắn là phù thủy hơn là một thầy cúng. Mà hắn phù thủy thật, hắn cúng 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ 3 thì trời đất vần vũ, một trận mưa đá ầm ầm trút xuống. Sau mưa đá là lũ cuốn. Các loài vật biết chạy, biết bò, biết bay, biết bơi, cuống cuồng vọt ra khỏi chỗ ẩn nấp. Riêng hắn, không. Mặc mưa, mặc gió, mặc lũ đá, lũ bùn, hắn vẫn điềm nhiên ngồi cúng. Không biết vì lòng thành hay hắn điều khiển được cả trời đất, ma quỷ, mà dòng lũ đang hung tợn như con hổ bị lửa đốt đít phóng đến gần đám ruộng nhà hắn, bỗng rẽ ngang sang hướng khác. Cả vùng qua cơn lũ, ruộng ven suối thành dòng sông đá cây cối, đất đá ngổn ngang vùi lấp. Riêng ngôi nhà và đám ruộng của hắn vẫn nguyên vẹn như được phù phép. Sau trận mưa đá lũ ống, mọi người vừa kinh sợ vừa căm ghét hắn, coi hắn là quỷ, là ma, là kẻ rước họa. Mẹ con hắn bị đuổi ra khỏi bản. Trong cái cộng đồng phải nương tựa vào nhau, như trong rừng cây tựa cây, dưới suối nước tựa vách đá, rứt ra khỏi bản, coi như sống cũng như chết. Vậy mà hắn vẫn nhơn nhơn, vẫn đưa ra những lời phán chết người. Lời hắn thối, đến nỗi thấy hắn, ai cũng phải bịt tai nhổ nước bọt. Sắn tìm đến Quấy. Nhìn hắn pha nước mời kẻ khét tiếng khắp vùng, mà nét ung dung tự tin, coi thiên hạ dưới tầm con mắt lộ rõ. Sắn ngầm thích thú. Quấy có dáng người cao ráo, khuôn mặt thể hiện cá tính mạnh, nhạy cảm, ý chí lộ ra từ gò má gầy gò, đôi lông mày rậm, gãy rủ, nhân trung thẳng, sâu, rộng, như ai hằn sâu vào đó cái ngòi bút. Sau một hồi trò chuyện, Quấy đã được lòng Sắn, được theo Sắn về Sán Trải. Dọc đường thấy đàn vịt quay bên bờ suối vươn cổ kêu quàng quạc đòi ăn. Vịt là loại sống dai, nhiều con bị lưỡi dao cứa ngang cổ, dốc sạch không còn một giọt tiết, đầu sắp lìa rồi, mà chỉ cần buông tay ra là ngất nghèo chạy khắp vườn, lặn ngộp quanh ao dọc suối như ma nhập. Bắt cả đàn vịt hóa kiếp không phù phép thì chỉ có cho ăn bả. Sắn mỉm cười tinh quái, bảo Quấy làm phép cho lũ vịt hóa kiếp. Quấy nhìn Sắn cười mỉm, rồi chắp tay đọc thần chú, vái bốn phương tám hướng, hú 3 tiếng động rời. Sau đó mở tấm phên cửa vây bước vào, đưa tay khoát nhẹ như bơi. Như có phép lạ, Quấy bơi đến đâu, đàn vịt rủ xuống tới đó. Những con mắt chữ A, cái mồm chữ O chưa kịp khép lại, mà cả 100 con vịt đã ngả trắng xóa cả bờ suối. Sắn đã bị Quấy thuyết phục hoàn toàn. Hắn kết nghĩa anh em với Quấy, đón cả hai mẹ con Quấy về nhà, coi hắn như Khổng Minh tái thế. Ở bên Sắn, Quấy không phải làm việc gì, trừ việc đọc sách đoán định vận rời. Nhờ cưu mang của Sắn, Quấy đã được kinh qua cấp sắc 7 đèn. Mặt âm, Quấy điều khiển 72 âm binh làm mưa làm gió. Mặt dương, Quấy được kè kè bên Sắn, đêm ngày bàn chuyện thời cuộc, bày mưu tính kế. Sắn bản tính bạo liệt, ham hành hạ giết chóc, nên gây thù chuốc oán nhiều. Nhờ may mắn, nhờ cảnh báo của Quấy, hắn đã bao lần thoát hiểm, đã giữ được uy thế của mình. Được Sắn hỏi chuyện đại sự, thầy Mau Quấy bối rối. Thầy hoãn binh bằng việc bảo Sắn xưng vua phải được trời phù, đất phù, thiên cơ phát lộ. Lời thầy chọc vào tính tự ái của Sắn. Hắn ngửa cổ lên trời, nghiến răng, rồi cười sằng sặc. Thầy Mau Quấy sợ hắn phát khùng, sẽ phạm vào chốn linh thiêng, nên đã khuyên hắn muốn biết vận rời, phải dọn mình 3 ngày để làm thủ tục mở tranh. Trong 3 ngày ấy, hắn phải không giết người, không giết súc vật, không nói tục, không đàn ông đàn bà. Nghe lời quân sư, hắn đổi ý răm rắp nghe theo. Lễ mở tranh không được như ý. Mở đầu của lễ, chậu nước rửa tay của thầy, của người thụ lễ, biến thành chậu máu. Vào lễ, con gà sống sau khi cắt tiết, đầu một nơi thân một nẻo, vẫn bay loạn xạ quanh hang. Điểm gở làm cho Sắn bực mình. Hắn lồng lên rủa xả rời đất, thề không làm được vua, không làm người. Sự cuồng loạn của Sắn khiến thầy Mo Quấy phải nén lòng, lại van rời đất, lại van các thần phù hộ cho Sắn lên ngôi vua. Việc xưng vua của Sắn diễn ra vừa thuận vừa nghịch. Khi ông mặt trời vừa bắt đầu một cuộc leo trèo mệt nhọc, thì hơn 300 đàn ông trai tráng trong đội quân người Dao nhũng nhãng bám theo Sắn, ngược dốc lên đỉnh núi Phan Xi làm lễ. Hơn 300 con người, hơn 300 tâm trạng, buồn có, phấp phỏng có, hoảng hốt lo âu có, song không đường cùng, không bĩ cực. Hơn 300 con người, người đi trước dựa vào kẻ đi sau để vững bước, kẻ sau trông vào vết chân người đi trước để tìm chỗ đặt bàn chân. Tất cả đều hướng ngược lên người đi đầu là thủ lĩnh của họ. Cả đoàn nối nhau, làm con rắn hổ mang khổng lồ trườn ngược. Dọc đường, cây cối gặp mưa phởn phơ tươi rói, những cây vầu già mốc thếch như những chú chăn hoa dựng đứng rì rào chào đón. Đỉnh Phan Xi, chóp mũ của người khổng lồ đất Việt, nơi quy tụ sức mạnh, quy tụ khát vọng vươn tới của con người, đồng thời thể hiện sức mạnh chế ngự của thần linh. Tương truyền từ thời dựng nước, vua Hùng cho sứ giả dâng thiên tử nhà Chu một đôi chim trĩ trắng để cầu thân. Chim trĩ trắng là con của thần núi Hoàng Liên, uống sữa núi Hoàng Liên lớn lên. Trĩ trắng tượng trưng cho tinh khiết thanh cao khéo léo, là linh khí của thần núi thần rừng, người đời ngàn năm mới gặp. Trong cái lồng sơn son thép vàng, với trọng trách sứ giả của hòa bình, đôi chim cùng đoàn sứ thần rời đất Việt. Qua nhiều ngày tháng lặn lội, cuối cùng đôi chim trĩ cùng gốc gác ly kỳ của nó cũng được dâng lên thiên tử nhà Chu. Cảm kích trước tấm lòng hữu hảo cầu thân của vua tôi đất Việt, sau khi cho lưu đãi thăm thú khắp nơi, thiên tử lưu luyến tiễn đoàn với 5 cỗ xe chỉ nam do vua nhà Chu ban tặng. Đoàn sứ thần lại lặn lội 9 lần đồi chạm, lại vượt qua bao san nan trắc trở. Cả đoàn về tới biên ải, cả đoàn đang bày tỏ mừng vui hoàn thành sứ mệnh, thì đã thấy đôi bạch trĩ vắt vèo trên ngọn trúc nước Việt tự lúc nào. Tương truyền đôi bạch tượng, linh chủ của dãy Hoàng Liên, trước khi về xuôi để thần dân chân đăng dâng vua Lý, đã quỳ phục trên đỉnh Phan Xi 7 ngày 7 đêm. Trong 7 ngày 7 đêm ấy, trời đất cây cỏ được tắm trong ánh hào quang rực rỡ. Ban đêm bầu trời mặt đất sáng như ban ngày mặt trời dịu mát như mặt trăng. Những cây cầu vồng 7 sắc đan nhau như cái chài khổng lồ úp chụp lên đỉnh núi. Vua nhà Lý nhận được voi thần như rồng thêm vây, hổ thêm vuốt. Nhà vua đi bình chiêm thắng chiêm, mở rộng bờ cõi được bờ cõi, mở mang bang giao được bang giao, mở rộng sự học được sự học, phát triển canh nông được canh nông. Đất nước thái bình, nhà nhà làng làng yên vui, từ vua đến dân, ai cũng biết ơn voi thần, biết ơn thần núi Phan Xi. Đó là chuyện của xa xưa, chuyện của biển cả bao la. Còn với các tộc người mưu sinh dưới chân núi Phan Xi, thì từ khi sinh ra, họ đã tin linh hồn những người về với ông bà tổ tiên, đã nhập vào từng gốc cây tảng đá. Thần núi, thần sông cùng tổ tiên linh hồn người Dao, linh hồn các tộc người khác cuốn quýt, đã cho con người nơi đây có sức mạnh, trí tuệ, phù hộ cho họ sinh sôi nảy nở, gốc ngọn vững bền. Song cuộc sống đâu chỉ có sự thuận chiều. Trong thế giới ánh sáng và bóng tối ngự trị, trong cái vòng quay biến hóa của sinh, tử, tái sinh, biểu hiện sức mạnh, biểu hiện quyền năng của trời đất thần thánh, nhiều khi làm khốn khổ chúng sinh. Việc nổi giận của trời đất thánh thần được các cư dân quanh chân núi Phan Xi cắt nghĩa qua 2 lần thủy hỏa. Và với 2 lần ấy, dân chúng đã phải 2 lần leo lên đỉnh núi Phan Xi tế lễ thần linh. Đó là một lần nghiêng mình đổ nước. Ông trời đã gây cho sườn núi phía tây của dãy Phan Xi một trận lũ bùn kinh hoàng. Trong trận lũ ấy, 20 nóc nhà chứa hơn 100 mạng sống bị cuốn theo nước bùn cây cối ra sông cái. Theo lời thầy Mo, thì con người nơi đây đã xâm phạm chốn thâm nghiêm linh hiển, can thiệp vào biến hóa thống trị vạn vật của trời đất thánh thần. Đó là sự đẽo gọt mẹ rừng để thỏa mãn mưu sinh, là lạm dụng thần lửa để thiêu cháy sự sống, là phải làm lễ tạ tội với thần linh trên đỉnh Phan Xi. Lời thầy là lời thánh. Cả bản nhìn lại những việc làm của mình, cả bản thành kính hối lỗi, cả bản bám đuôi nhau theo thầy Mo gửi những vật hiến tế lên đỉnh Phan Xi làm lễ. Lòng thành kính cùng khát khao của dân bản đã làm rúng động đến trời đất thần linh. Sau lễ cúng 3 ngày 3 đêm thì trời đổ mưa, một dòng chớp sáng lóe lên xua hết đám mây mù lưu cữu, khiến cho tảng đá thần cùng người vật cây cỏ trên chóp núi sáng choang như vừa được gột rửa. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Với sự linh hiển của thần linh của trời đất, người Sán Trải đã tìm kiếm và lấy về 95 cái xác trong số hơn 100 cái bị làm mồi cho thần sông thần suối. Dưới sự che chở của thần của trời đất, màu xanh nhanh chóng trùm lên khắp rừng khắp núi. Người vật hân hoan trong cuộc sinh tồn. Năm núi năm, mưa thuận gió hòa, trời yên vật thịnh, thóc lúa đầy gác, trâu ngựa đầy chuồng, hội hè như con suối chảy giữa làng bản, hết mùa này sang mùa khác. Sự hội tụ của thiên, địa, nhân, tưởng như quanh năm chỉ biết đến rộn rã hội hè, rộn rã mùa vụ. Nhưng không, năm nọ không biết do con người cố tình làm ô uế thần linh, hay thần linh cố tình thể hiện sức mạnh, mà từng nhà quanh chân núi lần lượt bị thần lửa hỏi thăm. Trong suốt những ngày ấy, rừng núi răng rắc chuyển mình, cây cối ầm ầm chút lá, chim muông bật ra khỏi tổ vỗ cánh rợp trời. Thú to thú nhỏ lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, con người lấy hang hốc làm chỗ ẩn náu. Kinh sợ hơn là người ta nhìn thấy một con rồng lửa khổng lồ, khi ẩn khi hiện. Con vật linh thiêng chuyên bảo vệ những nơi linh thiêng, diệt cái ác, tôn phù cái thiện, bảo vệ sự bất tử, bỗng chốc là hiện thân của sự kinh hoàng. Thần rồng cuộn ngang cuộn dọc khắp bầu trời. Hai mắt thần như hai ông mặt trời thu nhỏ, nhìn vào đâu là chỗ đó rực sáng, lưỡi liếm vào chỗ nào là chỗ ấy thành tro bụi. Sán Trải bị lưỡi thần liếm đến ngôi nhà thứ 50, thì không còn cách nào khác. Mọi người lại bấu víu vào thầy Mo. Thầy Mo không còn cách nào khác, lại bấu víu vào thần núi đỉnh Phan Xi. Cả bản lại làm một cuộc hành hương cực nhọc. Lần này trong khi thầy làm lễ, trời đất ầm ầm chuyển động, đang trong nắng rực mà thầm chớp xé toác bầu trời, cơn giông kèm theo mưa đá ầm ầm lướt qua. Sau cơn giông, một con rắn trắng nằm chảy thượt từ đỉnh Phan Xi tới tận chân núi. Dân bản theo thầy Mo xuôi theo cái xác rắn khổng lồ, họ đã lấy được hàng lô hồng ngọc trôi ra từ miệng rắn. Sau hai lần tế đễ linh nghiệm, người Sán Trải gắn chặt linh hồn vào thần núi Phan Xi. Sinh nở, họ hướng về phía thần núi cầu khấn. Ốm đau, hướng về phía thần núi khẩn cầu. Tai ương mùa màng, về với tổ tiên, hướng về phía thần núi. Hầu như những việc lớn, việc nhỏ của đời người, của cộng đồng đều có sự tham gia chi phối của thần. Thần là mối liên kết giữa con người với con người với thần linh, hiển hiện khát khao của con người. Đoàn người theo thủ lĩnh Triệu Tá Sắn lên tế lễ trên đỉnh Phan Xi, bám nhau ngược núi. Càng lên cao, không khí càng loãng, bầu trời như bị ụp xuống, sương mây quấn quít bảng làng trên cây trên lá. Con người lúc chìm trong rêu trong cỏ, lúc bắt chân người sụp trong mùn trong lá mục. Hai bên đường miên man những cây sồi, xến, táo, rẻ, xe, rồi lực lưỡng. Cây khoe tuổi mình bằng những lớp vỏ xù xì mốc thích, bằng từng mảng địa y ken dày, bằng cách thờ ơ với những toan tính của con người. Cây giống như những nhà hiền triết, giấu mình ngàn năm trong biển mây màu xám bạc. Những tán lá xòa ra, đan nhau, kết thành thảm xanh dày đặc, khiến cho cả khu rừng thành mái nhà khổng lồ, mưa xuyên khó thấu, nắng khó rọi qua. Dưới gầm mái nhà màu lục là phong lan nhiều vô kể. Lan thả trên cây xuống, lan bám vào vách đá vươn ra, lan trôi lên từ bùn đất. Các màu tím, màu vàng, trắng của hoa như những cô gái dậy thì, vừa cố giữ vẻ e ấp thẹn thùng, vừa hong hóng phơi bày vẻ đẹp rời cho trong mây trong gió. Từ ngày bị Việt Minh đánh đuổi khỏi Sán Trải, Triệu Tá Sắn phải chui vào rừng sâu nương náu cùng bộ hạ. Giữa lúc Sắn đang điên cuồng vì không thực hiện được mộng làm vua, thì quan ba Đờ-ri-nhô thân chinh đến hang ổ của hắn bàn chuyện lâu dài. Sắn được quan ba Đờ-ri-nhô hứa sẽ cung cấp đầy đủ mọi thứ để đủ sức đương đầu cùng Việt Minh, và đặc biệt Sắn được phép xưng vua. Những lời có cánh của quan ba Đờ-ri-nhô càng làm cháy lên mộng đế vương của Triệu Tá Sắn. Sau khi nhận lệnh của quan Đờ-ri-nhô, Sắn gặp thầy Mau Quấy để làm lễ xưng vua. Lễ xưng vua của Triệu Tá Sắn vừa thuận vừa nghịch. Từ sáng sớm, hơn 300 đàn ông người Dao theo Sắn cùng thầy Mau Quấy lên đỉnh núi Phan Xi làm lễ. Đỉnh núi Phan Xi là nơi linh thiêng, đem lại ấm no và thanh bình trong tâm linh của người Dao. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Vừa chui ra khỏi rừng già đã phải đối mặt với phễu gió. Hai dãy núi như hai cánh cung chạy đến đây, bỗng hụt hơi tụt sâu xuống thành một vệt răng cưa lồi lõm. Những ngọn gió vô hồi quanh năm đuổi nhau từ tây sang đông bị ép chặt bởi hai cánh cung được dịp tung hoành. Khắp một dải núi hoang tàn vì gió. Gió không thành cơn thành lớp mà cứ ào ạt như đổ sỏi. Gió như bốc cả người, cả vạt cây cối, ném xuống hõm đá. Gió vót nhọn, từng mẫu đá, xoa nhẵn từng mỏm đá. Gió làm cho cả một vùng đất đá mênh mông, chỉ có rêu và những bối trúc quân tử ngang tàng mọc được. Rêu kết thành một tấm thảm khổng lồ, bám vào mặt đá, mặt đất. Chui lên từ thảm rêu dày là những bối trúc quân tử lơ thơ, thân sắt lại như đá, lá bị vót nhọn như mũi dao. Ngày cũng như đêm, trúc cựa quậy rên rỉ. Biết làm sao được, cây không tự mình bò ra khỏi biển gió, thì đành phải bóp nhỏ thân, bóp nhỏ lá để tránh gió, để la đà làm bạn với mặt đất, dựa vào mặt đất. Rêu giữ nước, cây giữ đất, làm giàu cho đất cho cây. Có rêu, cái phễu khổng lồ này mới có sự sống. Qua phễu đá, đoàn người chạm vào rừng trúc phất trần. Đúng là trúc núi Phan Xi. Những cây trúc to hơn ngón tay, ken dày như vườn cây cảnh. Cây lá vấn vít cùng mây, khiến cả vùng lãng đãng như trong tranh cổ của người Tàu. Là họ hàng nhà tre, song trúc ở đây không uốn éo, cong cớn. Chúng thẳng từ gốc đến ngọn, thẳng từ lúc còn măng, thẳng từ hàng, từ lối. Qua rừng trúc, mọi người như đi lên trời, chìm trong mây trong gió là những cây tùng còn sót lại từ thuở hồng hoang. Cây ở đây to nhưng lùn, dễ trồi lên gân guốc, để y phong lan ken kín làm cho chúng như cây cảnh. Qua những cây tùng cây bách là thảm hoa mênh mông. Trong nắng nhạt bủa vây cả một sườn đồi, ngời ngợi sắc hoa đỗ quyên, anh đào, vàng anh, chè tuyết. Những cây hoa không vươn cao, mà tỏa ra la đà bò rộng. Chúng không cần làm duyên cho loài nào, mà cứ tự nhiên với vòng quay tàn nở, khiến cho mọi người cảm tưởng đã chạm được tới thiên đàng. Dọc đường những con thú nhỏ dạn người thập thò ngơ ngác, rồi coi khinh, tiếp tục những trò chơi muôn thuở của mình. Ngày kiên nhẫn ngược dốc, đêm nghỉ. Đến sớm ngày thứ 6, đoàn người lên tới chóp núi Phan Xi. Theo lệnh của thầy Mo Quấy, mọi người dọn dẹp chuẩn bị làm lễ. Một con dê, một con lợn được chọc tiết ngay tức khắc. Khi bụng con dê mở ra, quả mật to như quả gấc dính với lá gan, lá lách lằng nhằng, làm mọi người mắt tròn mắt dẹt. Quả mật được đưa lên cho thủ lĩnh Triệu Tá Sắn. Thủ lĩnh họ Triệu tái mặt hỏi thầy Mau Quấy. Thầy Mau Quấy gật gù hài lòng. Thầy bảo: ngày xưa vua nhà Lý đi đánh Chiêm Thành, khi làm cỗ Thái Lao, mổ con dê ra, thấy trong bụng dê có cái mật to bằng quả bưởi. Mọi người thất kinh, nhưng vua vui vẻ nói: chữ đám tức mật gần với chữ đam tức vui. Cỗ Thái Lao mà có mật to, báo cho ta chỉ khó nhọc một chút mà được niềm vui lớn. Mọi người quỳ rạp chúc mừng nhà vua, song trong bụng nghi hoặc như đang đứng trước câu đố của giời. Trận ấy vua thắng lớn, bắt được cả vua tôi Chiêm Thành. Hôm nay thủ lĩnh làm lễ khởi dựng sự nghiệp đế vương mà được quả mật to thế này, thì khác gì vua nhà Lý đi đánh Chiêm Thành ngày xưa. Thủ lĩnh họ Triệu mừng rỡ kêu lên: trời đất đã đón được ý ta rồi, thần núi, thần suối, thần sông phù hộ ta rồi. Sắn chưa dứt lời, bầu trời đột nhiên vần vũ, từng đám mây đen ùn ùn kéo tới. Phút chốc mặt trời chìm nghỉm trong cái ô mang màu chết chóc. Dưới đất, rừng núi lặng phắc như trước đám tang, lam sơn chướng khí bốc lên ngùn ngụt, khiến từng đàn chim nhao ra khỏi tổ kêu inh ỏi, từng đàn khỉ vượn lao ra khỏi hang, ngửa mặt lên trời hú hét. Mọi người kinh hãi, hướng lên chóp núi Phan Xi quỳ rạp. Thầy Mau Quấy, môi bậm chặt, hai hàm bạnh ra, nét mặt như hóa đá. Thầy nhìn trời, nhìn đất, nhìn chóp núi, rồi lặng lặng cúi đầu vái bốn phương tám hướng, rền rĩ kêu cầu tam tầng tứ thế, mở rộng lòng thương, cứu giúp những người đang hy sinh thân mình vì nghĩa lớn. Lời khẩn cầu của thầy thả lên bầu trời doãng ra, mặt trời thành miếng tiết hằm hè cảnh báo một mùa bão tố. Lời khẩn cầu của thầy thả vào lòng rừng, lòng núi, thần rừng, thần gió chờ mình. Một cơn lốc ảo đến cuồng nộ bứt phá, lay dạt, khiến vạn vật phải gồng lên chống đỡ. 300 con người mê muội phải nằm rạp xuống đất, bịt mặt bịt tai phó mặc cho số phận. Lời khẩn cầu rền rĩ dai dẳng cuối cùng cũng lay động được lòng trời, lòng đất. Mặt trời cuối cùng cũng phải lùi lũi chui vào trong núi mây. Thần gió cuối cùng cũng hết hơi hết sức, phải theo lòng khe lòng rừng trôi xuôi xuống chân núi. Trong dáng vẻ thần bí, thầy Mau Quấy kết thúc bài khẩn cầu bi hùng của mình bằng một câu giáo hoành: thiên cơ mách bảo, muôn sự muốn thành, phải biện đủ lễ, cúng đủ ngày, không thể đi tắt đón chặn được. Thủ lĩnh họ Triệu ớ người không hiểu. Thầy Mau Quấy bảo, tức là lễ vật cúng thần, phải dâng đồ 36 con vật, 10 loại ngũ cốc, 5 loại rượu, 3 loại thuốc lấy từ rừng, từ ruộng. Triệu Tá Sắn thất kinh, các thuộc hạ của Sắn nhìn nhau lắc đầu. Sắn vò đầu bứt tai, đi đi lại lại, rồi dừng lại trước thầy Mo. Giữa núi cao vực sâu, trốn chui trốn lùi thế này, thì lấy đâu ra từng ấy lễ vật bây giờ? Thầy Mau Quấy lặng lặng với cái điếu tra thuốc châm lửa. Khói thuốc cùng với làn sương mây bảng lảng vấn vít quanh cái dáng hiền triết đang thiền. Sau một hồi suy ngẫm, thầy thùng thẳng: có cách chữa rồi đấy, nhưng phải có lòng thành mới làm được. Sắn sốt ruột: cách gì ông nói ngay đi, thùng thẳng như trâu ăn no thế này, sốt ruột lắm. Thầy Mo khoát tay một vòng: làm việc lớn, không vội như mổ thú mắc bẫy được, phải làm cho thần rừng, thần núi thấy được từng nay cái lòng người mới thành được. Mọi người nhìn nhau dò hỏi, thầy Mau Quấy bảo: đừng có như đang chui qua rừng ma thế. Mọi việc ta đang làm, lòng ta đang nghĩ thế nào, đều có các thần chướng giám. Khởi sự cái việc rúng động cả trời đất càng có sự chứng giám. Muốn biện đủ lễ vật lấy từ rừng từ ruộng ư? Dễ thôi, trời đất thần Phật ăn hương ăn hoa chứ có ăn thật bao giờ. Quanh ta bạt ngàn cây cối, quanh ta toàn những bàn tay tài hoa, nếu tất cả cùng một lòng thì việc gì mà không làm được. Mọi người ổ lên, một lòng chứ, không một lòng thì lên đây làm gì? Tất cả theo thủ lĩnh thôi, thủ lĩnh bảo lên rừng thì lên rừng, bảo xuống vực thì xuống vực mà. Thủ lĩnh sống chết vì phòng Tô, thì chúng tôi cũng sống chết vì phòng Tô thôi. Triệu Tá Sắn đứng ngây người, cánh mũi nở dần như cánh hoa ăn sương. Thầy Mau Quấy nói, vậy thì tốt, các vị mang lòng thành của mình vào việc đi. Hãy nhớ, ai có ý nghĩ hai lòng, ai nghi ngờ các thần là đan bồ câu thành quạ, đan hổ thành lợn lừng đấy. Lời cảnh báo của thầy Mau Quấy lập tức nhập vào từng người. Mọi người nhìn thầy, nhìn nhau, đôi mắt rực sáng như đang lên đồng. Theo lệnh của thầy, mỗi người cho vào mồm một đồng bạc trắng, rồi tản vào rừng. Người chặt nứa, chặt giang, đan các con vật, kẻ lấy đất nặn nồi, nặn các loại ngũ cốc, kẻ chặt cây làm giàn cúng, lột vỏ cây để làm dép, làm khố. Đồng bạc trắng trong mồm vừa thành bùa hộ mạng, vừa nhắc họ đang làm một việc thiêng liêng. Chưa đầy 2 canh giờ, giàn cúng và lễ vật đã làm xong. Thầy Mau Quấy tay cầm hương, chân đi vòng quanh, miệng niệm thần chú. Thầy tung hoa lửa, thầy phun nham thạch, thầy lên đồng hú hét, nhảy quanh lũ con chim con thú, đan bằng lạt nứa lạt giang. Mặt đất rùng rùng chuyển động, trời đất vần vũ. Mọi người mắt nhắm nghiền, toàn thân run sợ, ngóng theo vận rời vận đất. Trời yên, đất lặng. Một vệt sáng chói lòa xẹt qua, làm mọi người bừng tỉnh. Ai nấy đều ngỡ ngàng. Một thế giới loài vật, vừa thật vừa giả, vừa chết vừa sống ngổn ngang trước mắt. Thế vào thế giới thần chết là thế giới thần sống. Voi đực hua vòi, mèo hớn hở, chuột nhắt tinh khôn, trâu nhà suy tư uể oải, lợn mẹ cuốn lấy đàn con, dê bò hớn hở, hổ ngồi chồm hổm trầu rời, chó nhà nằm cạnh chó rừng, cá chép ngáp trên thớt, sóc lo ổ, chim lo tổ, tất cả hiền lành, tất cả là bạn với người, là bạn với nhau. Thầy Mau Quấy ra lệnh, đến lúc bày giàn cúng rồi đấy. Thủ lĩnh sẵn, và đám tay chân răm rắp như những âm binh nghe lời thầy phù thủy. Chỉ một loáng, giàn cúng đã bày biện xong xuôi. Trên giàn cúng được tết bằng nan tre, có 3 con vật hiến tế, là gà, lợn, dê, vừa đi từ cõi sống sang cõi chết, nằm phổ phục. Lũ chim thú từ cõi chết sang cõi sống, hướng đầu lên mỏm đá đỉnh núi, đuôi quay xuống dòng suối dưới chân núi. Các vật tượng trưng cho vũ khí, nông cụ, vật dụng trong nhà được bày đặt theo trình tự tôn nghiêm. Ngọn đuốc bằng gỗ pơ mưu phơi nỏ cháy đùng đùng như tầm dầu, vừa làm cầu nối giữa trời giữa đất, vừa xua đi cái hoang vu giá lạnh của nơi quanh năm không có hơi người. Sau giàn cúng là 300 con người trong vai những chiến binh thời Trung Cổ. 300 con người đóng khố, đi xếp vỏ cây rừng, trong tay người nào cũng giáo mác khiên đao, làm bằng gỗ đẽo dối, thành kính, mê muội bao trùm. Thủ lĩnh họ Triệu đi quanh giàn cúng, gật gù vẻ hài lòng. Sự mê hoặc có sức mạnh bằng cả một đạo quân. Trong cảnh trốn chui trốn lùi, giữa vùng rừng núi mênh mông thiếu thốn trăm bề, mà chỉ vài câu sai khiến đã có một giàn cúng tế. Dẫu không được bày tầng lộng lẫy, không bày biện đồ các con vật vật dụng phục vụ thần linh, phục vụ con người, song cũng đủ để tỏ rõ lòng thành với trời đất, với các thần, đủ để đám thần dân mê muội tự nguyện nhảy xuống nước chui vào lửa. Trong nghi thức trang trọng, trước sự thành kính của hơn 300 con người, thầy Mau Quấy bình thản trộn tiết gà, tiết lợn, tiết dê vào nhau, vỏ nát, nắm lá rong giềng dại, nhúng vào chậu tiết, rồi lần lượt bôi lên các hòn đá cây cỏ. Lễ cúng bắt đầu. Những ngọn núi quanh đỉnh Phan Xi lặng lẽ ngước đầu lên phía anh cả. Những mỏm đá cây cỏ đứng lặng như đang chứng kiến cảnh rời đất trước giờ sinh nở hay trước giờ tuyệt diệt. Thầy Mau Quấy lặng lẽ châm lửa cho đống củi bùng lên, rồi bắt đầu cúng. 300 con người quỳ mọp trước ngọn lửa, tim như ngừng đập, phổi như ngừng thở, mọi động thái dồn cả vào người làm cầu nối giữa con người với các đấng thần linh. Lời cúng của thầy lúc dồn dập như trời đổ mưa, lúc nhẩn nha kể lể. Cùng với lời cúng, cái vòng bạc trong tay thầy lúc rung nhanh, lúc uể oải. Trước mặt thầy, con dao dính tiết gà, tiết lợn, tiết dê, hết xám đen lại rực hồng như đang tôi trong lửa. Tiếng cúng từ từ chui vào, đánh thức rừng, đánh thức núi. Những lời cúng, những động tác huyền bí, mãnh liệt, kiên nhẫn, từ từ lách vào sự u mê của những người dự lễ. Bài cúng đã tới hồi cao trào. Bài cúng đang lê thê kể lể, bỗng dồn dập, làm cho người nào người ấy phừng phừng rậm rực. Miệng thầy bắt đầu hú lên những tiếng dài. Vừa hú, thầy vừa đung đưa chiếc vòng bạc, vừa chạy quanh, rót rượu vào các bát trên giàn cúng, sau đó toàn thân ngất ngưởng lên đồng. Bỗng từ 4 phương 8 hướng, những đàn kiến lồm ngồm bò tới. Những con kiến thân to như con bọ ngựa, càng sắc, răng sắc, hai mắt lồi ra, 6 càng bò nhanh như ngựa phi, làm mọi người khiếp sợ. Họ chỉ nghe tiếng rào rào như mưa rơi, như nước cuốn, đã thấy cây cối nghiêng ngả, một tấm thảm đủ màu, đen, trắng, vàng, vằn vện, tràn tế tòa rộng. Cây chắn đường mặc, lá mục chắn đường coi khinh, rêu trơn không là gì. Âm ào, song hàng lối, mệnh lệnh nghiêm chỉnh. Đông đúc, song trật tự kỷ cương, lúc vòng vèo như con suối, lúc sóng hàng một như duyệt binh. Đàn kiến lồm ngồm bò đến quây quanh giàn cúng. Chỉ một lát sau, những hàm răng đói khát đã sơi sạch xôi, lợn, gà, rượu. Tiếng rên của ai đó bật ra. Đánh thức vua kiến rồi. Như một dây chuyền, tất cả cùng rùng mình, cùng bật lên những tiếng rên khiếp sợ. Kiến là đội quân đông đúc nhất thế gian. Kiến có mặt ở mọi nơi mọi chỗ. Bình thường kiến hiền lành cẩn mẫn, không làm hại kẻ nào, tránh xa những kẻ hại mình. Nhưng khi gặp cơn đói hoành hành, cơn giận trào sôi, thì đội quân ấy có thể làm tan hoang cả một cánh rừng. Con vật dù to lớn hay nhanh nhẹn thông minh đến mấy, gặp chúng cũng biến thành đống xương khô. Vua kiến là thống soái, là ông giời của tất cả các loài kiến sinh sống trong rừng. Vua kiến luôn sống trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Trong trạng thái ấy, vua dồn sức cho việc duy trì nòi giống và nghe ngóng dạy bảo thần dân của mình. Vua kiến quay về hướng Tây dùng mình. Họ nhà kiến biết trời đất sắp làm nên lũ lụt. Vua kiến hướng lên chị Hằng quầng vàng như đeo tang mà rơi nước mắt. Họ nhà kiến biết mặt trời còn rang khô mặt đất. Vua kiến dùng mình, hai râu dựng ngược, hai hàm răng nghiến như cưa gỗ. Quanh vùng có chết chóc, có tan nát, có những hàm răng đói khát, thù hận, gặm sồn sột trên cơ thể sống, trên cơ thể chết. cư dân quanh chân núi Hoàng Liên đã 2 lần đánh thức vua Kiến. Lần nọ, một đàn hổ dữ từ phía mặt trời lặn xâm phạm lãnh địa của các loài ăn thịt dưới chân núi Hoàng Liên. Để sinh tồn, từ ngày ông chàng bà chàng nặn ra đất ra nước, các loài dưới chân núi Hoàng Liên đã phân chia lãnh địa. Trên lãnh địa mỏng manh ấy, tùy theo vóc dáng, nanh vuốt trời cho, mà mỗi loài tự tồn tại, tự sinh sôi, tự làm mồi cho nhau. Cuộc tranh giành sự sống khắc nghiệt dai dẳng hết đời này sang đời khác, song chưa hề có sự tuyệt diệt. Hổ dữ đến, ranh giới lãnh địa bị xói nhòa, các loài tan tác trong sợ hãi. Nghe tiếng gầm của chúng, các loài có da có thịt bọc xương hoảng sợ. Nghe tiếng gầm của chúng, thần núi thần rừng bạt vía, kẻ chui sâu vào lòng đất, kẻ bay vút lên rời cao. Vật vậy, thần vậy, song những con vật cùng loài thì khác. Không chịu nằm yên chờ chết, họ nhà hổ quanh núi Hoàng Liên xông vào cuộc chiến một mất một còn. 2 loài mãnh thú đánh nhau, một to lớn hùng dũng, một nhanh nhẹn thuộc núi thuộc rừng. Mỗi loài đều lôi hết sức mạnh trí khôn rồi cho ra để tiêu diệt nhau. 2 bên quần nhau 7 ngày 7 đêm mà vẫn không kẻ nào chịu kẻ nào. Khắp vùng cây cối nát tan, đất sụt đá lở, không loài nào không bị vạ lây. Loài kiến cũng cùng chung số phận. Rừng cây gãy cành rụng lá, rụng luôn cả những tổ kiến chứa hàng tỷ con. Đất lún, đất sụt, làm sụt luôn cả những lâu đài kiến yên ổn cả trăm đời. Các đàn tan tác nháo nhác, kéo đi cầu cứu vua Kiến. Vua Kiến nổi giận, hùng hổ dẫn các thần dân đi tiêu diệt những kẻ quấy phá. Loài kiến vốn có kỷ cương kỷ luật. Trong hỗn loạn bao trùm, chúng vẫn loài nào ra loài ấy, đội nào ra đội ấy. Dẫn đầu đội quân trừng phạt là vua Kiến, tiếp theo là các kiến tướng, kiến quân. Kiến tướng đầu to thân nhỏ, bụng to, 6 cái chân nguềnh ngoàng, 2 râu vuông vẩy, 2 cánh tay to như 2 cái quạt, trong suốt như lụa tơ tằm. Kiến quân tỏ rõ sức mạnh của mình bằng sự hung tợn, bằng số đông, tất cả ao vào tàn phá. Kiến nâu trung thành đông đúc, tạo nên một dòng chổi lớn, đi đến đâu, quét đến đó. Kiến thợ mộc đục sỗ, sồn sột, lem lém như cưa ăn. Chỉ một lát bị gặm, cây đã rỗng ruột, mất gốc, đổ rào rào. Kiến nâu đầu đen, ngực vàng, đầu to, càng sắc, râu chia làm 3 đoạn, lông bạc dựng đứng, trông như những hung thần, xông và cắn lá. Kiến đất to như những con ong, chậm rãi bò đến, nhằm vào mọi con vật biết cựa quậy mài răng. Kiến đầu to cành càng, đầu thắt lại sau mắt, bám chắc vào từng con vật cắn xé. Kiến đỏ hung tợn tấn công đối phương chán, chúng quay ra tấn công nhau. Khắp rừng vang động những âm thanh giết chết, khắp vùng cây đổ, cây trụi lá. Hươu, nai, dê hoãng vừa kêu la tuyệt vọng, vừa chạy nhảy như động cỡn. Những con hổ đang hùng hổ lao vào cắn xé nhau. Phút chốc bị kiến bu đen phải lồng lộn trong hoảng loạn, gầm lên trong đau đớn. Những con hổ đực đang hung hăng, phút chốc đều chết cứng như bị đóng băng. Sau một buổi, đàn hổ không còn, những con vật biết cựa quậy không còn, rừng núi rã rời tan hoang, để rồi mãi mãi trở thành vùng đất chết. Sau trận loạn hổ, đến trận loạn người. Lần ấy người của chúa đất Bàn Na Lùng mâu thuẫn, đốt nhà giết người của chúa đất Bàn Tà Trải. 2 bản vốn truyền kiếp không chung đường, nay có kẻ mang lửa đốt bàn, ngọn lửa hận thù có cớ bùng lên. Chúa đất Bàn Tà Trải mang người tàn sát Bàn Na Lùng, chúa đất Bàn Na Lùng mang người đến làm cỏ Bàn Tà Gia. Đá chạm đá, lửa chạm lửa, chết chóc, đau đớn thù hận, làm cho trời rùng mình tối sầm, đất rùng mình, đất sụt, cây cối rùng mình, lật gốc chốc ngọn. Rung cây động rừng, các tổ kiến, tổ bị sụt đất trơ hoang hoác, tổ bị cây đè, đá đè, thú dẫm. Lại một lần nữa, các đàn kiến nháo nhác quây quanh vua kiến. Lại một lần nữa, vua kiến nổi giận. Một lần nữa, vua kiến chỉ huy thần dân xông vào khói lửa, đòi lại sự yên ổn. Lúc vua kiến dẫn đàn lũ thần dân xông vào, cũng là lúc hai bản bị tuyệt diệt. Loáng một cái, những cái đầu u mê chứa đầy thù hận đang bàn mưu tính kế bên bếp lửa, không còn màu thịt bám vào xương. Loáng một cái, những cây cột cái, cột quân, xà dọc xà ngang dui mè, phên phách, mái lợp bị gặm rỗng. Ngôi nhà đổ sụp xuống, bếp lửa bùng lên, xác kiến, xác người, xác động vật, cây cối, phân so, bốc lên khét lẹt. Gây như nướng cả rừng người, cả hai bản bị xóa sổ, từ vết máu đến ống xương, mà vẫn chưa thỏa mãn những hàm răng đói khát của những đàn kiến. Còn lần này, mọi người rùng mình nhắm mắt nín thở đón đợi tai họa. Nhưng không, mặc đàn kiến vây quanh, thầy Mo dọa dẫm đùa bỡn, mọc vua kiến trèo lên đỉnh đầu, mà lời cúng rền rĩ của thầy Mo vẫn bình thản, thả và rời vào đất. Sau hồi lâu trêu chọc thử thách thầy Mo, vua kiến lắc đầu tụt xuống, rồi dẫn các thần dân lặng lẽ bò vào rừng. Thầy vẫn đang trong trạng thái lên đồng, thân thể thầy dẹo dọ ngất ngây. Thầy cầm bầu rượu tưới lên tảng đá thiêng rực lên màu thép tôi. Bầu rượu tưới lên các con vật bừng thức ngọ nguậy. Bầu rượu truyền tay dọc hàng quân, người nào người nấy phừng phừng ngậm lửa. Miệng thầy bắt đầu hú những tiếng man dại, người thầy quỵ xuống trước giàn cúng, rồi hai tay từ từ hạ đất. Âm thanh từ chiếc vòng bạc trong tay thầy thưa dần rồi im bặt. Trời bỗng đổ mưa rào, những giọt mưa thi nhau quất xuống mặt đất ràn rạc. Phút chốc, cả mấy trăm con người cùng rừng, cùng núi chìm trong mưa, trong gió. Thưa quý vị và các bạn, ngưỡng mộ đức độ của cụ giáo trong, Triệu Tá Sắn trở thành học trò của cụ, nhưng ngày ngày nhìn gương cụ giáo mà cái tính ngang tàng của Sắn vẫn không sửa được. Rồi Sắn lao vào dòng xoáy đam mê quyền lực. Hắn còn cả gan đến gặp cụ giáo trong để thuyết phục cụ làm ngọn cờ tập hợp lực lượng thổ phỉ. Cụ giáo hết lời khuyên Sắn bỏ con đường sai lầm, nhưng hắn không nghe. Không lôi kéo được cụ giáo trong đi theo mình, hắn quyết định giăng bẫy để ép buộc Triệu Tá Dùn, cháu cụ giáo, chống lại chính quyền. Sắn không tin khi cả họ Triệu vào bến mê rồi, cụ giáo còn ở ngoài cuộc được. Sau khi Sắn về, Triệu Tá Dùn rất bực tức. Những lời nói độc địa của Sắn khiến anh đau quá. Dùn vọt lên ngựa, ra roi về phía Nậm Khánh. Gió rừng xối xả tát vào mặt, cũng không làm dịu được cơn sục sôi trong lòng anh. Tới đầu bản Nậm Khánh, Dùng ngập ngừng dừng ngựa trước nhà Lý Văn San, một kẻ buôn bán thuốc phiện. Có lẽ anh muốn mượn khói thuốc phiện để quên đi sợi dây mà Sắn đang thít quanh cổ mình. Dùn đâu biết rằng Lý Văn San là tay sai của Sắn. Dùn từng bước lún sâu vào cái bẫy mà Triệu Tá Sắn đã giăng ra. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Phòng Tô được giải phóng. Sau bọn địch, kẻ công khai chống đối, kẻ núp bóng chính quyền cách mạng để củng cố lực lượng, kẻ chơi trò hai mang, bí mật chỉ lối đưa đường cho Pháp quay trở lại tái chiếm. Việt Minh do đánh theo kiểu giải mảnh mảnh, chưa tính đến kế hoạch phòng ngự, nên khi gặp địch đánh gọng kìm, không trụ được, phải rút. Rút rồi lại phản công rồi lại rút. Cho đến lúc cả vùng nổi phỉ thì khắp vùng nước sôi lửa bỏng. Trông vào chính quyền thì đa phần cán bộ chính quyền là chức dịch cũ của Pháp, nên sẵn sàng bắt tay với Pháp. Kêu gọi nhân dân thì phần nhiều nhân dân là ruột thịt của phỉ. Lòng bàn tay cũng da, lưng bàn tay cũng thịt, nên ai cũng lừng chừng, nửa muốn giúp đỡ cách mạng, nửa không. Kêu gọi lực lượng thì lực lượng bị dàn ra khắp các chiến trường, không đủ sức tiếp viện. Mà dẫu có tiếp viện đi chăng nữa thì cũng như cõng nước đi chữa lửa, lửa tắt rồi lại phải đi chữa nơi khác. Áp lực từ nhiều phía khiến ta như gà mắc tóc, để rồi chính ta bị Pháp, phỉ bao vây, vô hiệu hóa ngay trong chính vùng đất của mình. Không thể để cảnh ta địch nhùng nhằng mãi được. Cấp trên quyết định cử các tổ nhóm cá nhân bí mật vào sâu tác chiến theo phương án nở hoa trong lòng địch. Trong chiến dịch này, Bắc đóng vai người thầy giáo vùng xuôi, được điều lên vùng cao dạy học. Anh đến thẳng nhà họ Đèo, ăn ở, mở lớp. Từ nhà họ Đèo, anh đã góp phần chặn đứng được cuộc nổi dậy lần thứ hai của chúng ở Phòng Tô. Nhưng đó là thời chiến, mọi việc dù có lộn xộn, nhưng địch ta khá rõ ràng. Bọn phỉ dù có thâm độc ngoắt ngoéo, lẩn khuất trong dân trong rừng, song cũng lộ rõ cái đuôi phản động, hại dân hại nước. Từ cái đuôi ấy, mấy lần chúng nổi phỉ thì mấy lần chúng cay đắng nhận thất bại. Còn bây giờ... Bắc cố nén luồng hơi uể oải dâng lên trong lồng ngực. Miền Bắc hòa bình đã được 5 năm. 5 năm, đồng bào phấn khởi sống trong độc lập tự do. Song với gần 100 năm đô hộ, chính sách ngu dân của thực dân Pháp để lại cho Phòng Tô biết bao hậu quả nặng nề. Chưa nói đến chuyện mồ chữ, đói khổ triền miên, tệ nạn tràn lan, thì hàng nghìn tên thổ phỉ cấu kết với nhau, lúc nằm im chờ thời, lúc ngóc đầu chống phá khắp nơi, đã làm cho tâm lý hoang mang lo sợ, ám ảnh triền miên trong dân, trong cán bộ. Tình thế đang trong chảo lửa, mà đường đường là chủ tịch xã, Dùn lại đứng ra làm cấp sắc cho con, to hơn cả xã mừng ngày độc lập. Trong cái vùng đói khổ năm nọ cộng năm kia, thì có cộng thêm đói khổ vài năm nữa cũng chẳng sao. Nhưng giữa đói khổ, rơi rụng, lại trồi lên một cuộc ăn chơi hoang phí mê tín dị đoan. Không là tâm điểm cho những kẻ đang nhăm nhăm lật đổ chính quyền, thì cũng đi ngược với tư chất cán bộ. Đốt lửa nóng vách, thắc mắc của dân chúng, của cán bộ trong xã, chạy lên Châu. Châu gọi Bắc lên kiểm điểm, kiểm thảo. Cực chẳng đã, anh phải gọi Dùn lên làm việc. Những tưởng trước cái sai thì phải nhận, phải sửa sai. Ai ngờ. Ghen ghét đặt điều gièm pha là cơm ăn nước uống của những kẻ ghen ăn tức ở. Chấp với họ thì chấp cả đời. Ở nơi nào có cách thắp hương của nơi ấy. Toàn những lời ngụy biện, bảo thủ, coi thiên hạ là trẻ con. Điên, điên thật rồi. Nắng đã nhạt dần, những làn gió nhẹ nhẹ lướt trong không gian yên tĩnh. Bác nhìn xuôi theo dòng suối, nơi dòng chảy cuồng loạn trong mùa lũ, giờ đang thu nhỏ mảnh mai hở hững. Trong dòng nước trong xanh như lọc, những con cá mánh cỡ ngón tay đang vô tư le te ngược dòng, dường như chúng không cần biết đến hạn đến lũ. Bác ngước nhìn rời, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cái thăm thẳm của không cùng lấy lại cho anh cái cảm giác thư thái nhẹ nhõm. Anh đứng dậy lững thững đi đến trước thác, chần chừ một lát, rồi để nguyên cả quần áo, chui sâu vào trong dòng nước đổ từ lưng chừng trời xuống. Nguồn sữa mát lạnh của mẹ núi nhanh chóng làm nguội bớt những bức bối trong lòng anh. Pham bật ra khỏi nhà như một mũi tên. Nhà Pham nằm đơn độc ngay đầu bản. Trước cửa nhà là con đường ngập phân trâu phân ngựa, phía trước là con suối uốn lượn, phía sau là rừng, lớp lớp cây to mấy người ôm lòa xòa, quanh năm đứng lặng, dây leo địa y quấn quanh, mây mù bàng làng gây nên cảm giác ngưng trệ tù túng. Chạy sâu vào trong bản là các ngôi nhà tròn von cầu thả, tiện hướng nào quay hướng ấy. Con đường dưới chân Pham ngập ngụa, phân trâu ngựa tươi, phân lưu cữu, bùn non, ngày ngày nhào trộn, chồng chất lên nhau, làm cho con đường chẳng khác gì cái chuồng phân nối từ đường cái và bản, từ nhà này sang nhà khác. Mặc phân, mặc lầy thột, rút được chân này, chân kia lại dấn sâu và nghiêng ngả. Mặc cho phía sau, tiếng hét tiếng rền rĩ của chồng đuổi theo soi sói vào xương vào thịt. Pham cứ chảy bước chật trong dòng sông bùn. Và chính dòng sông bùn làm cho nỗi thống khổ trong Pham vợi đi. Những đau khổ tan nát cứ mỏng dần sau những bước chân. Pham đã ra tới đường cái, ồn ào gào réo, đã bị chìm nghỉm trong thăm thẳm núi rừng. Chạy thêm một đoạn nữa, mệt quá Pham ngồi phệt xuống vệ đường, người rũ xuống như cây cải héo. Trời ơi! Người ta lấy chồng để nương tựa vào nhà chồng, còn Pham lấy chồng thành cái rẻ bắt nồi, thành cái đầu chọc cho ong đốt. Pham chưa đến 25 mùa sấm đẻ mà đã đinh chốt khóa mõm chó, đinh tre khóa mỏ gà, sủa không được sủa, gáy không được gáy, đến làm con trâu con ngựa cũng không xong. Trời ơi! Vẫn biết lấy chồng là đem thân phận khốn khổ của người đàn bà vùi và cho bếp nhà người. Lửa nóng cho nóng, lửa lạnh cho lạnh. Mọi động tâm khắc khoải đều dựa vào nóng lạnh nhà chồng. Vậy mà sự vô tâm vô tình của ông bố chồng, sự ác tâm ác tính của chồng đã bao lần làm cho Pham muốn nghiến răng làm cái lá xanh rời cuống, cái cây không còn gốc, không còn ngọn. Pham uể oải đứng dậy lê bước về hướng nhà mẹ đẻ. Trời quá chiều hư hư thực thực, nắng chiều nhộm nhoạm, mọi thứ cứ rối tung tất bật mà chẳng cái nào vào cái nào. Mùa gặt, mùa chim gọi bầy, mùa chuột rừng mỡ vừa qua. Những búp lá thoát thai từ đau đớn, thân cành run rẩy e ngại, nép vào những nách lá đang khô đét trên những cành cây mốc meo. Ánh nắng mặt trời đang soi mói từng kẽ lá, bỗng chốc bị mây mù ùn ùn kéo đến phá phách, làm cho cả vùng chìm trong biển mây. Một trận gió ảo qua, tất cả lại rõ ràng trước thanh thiên bạch nhật. Trong nóng lạnh thất thường như giận, yêu, hờn ghét của trời của đất, bóng Pham lòng khòng như chiếc câu liêm níu giữa chiều hiu hắt. Pham thập thững tới chân thác. Cô ngập ngừng trước con thác mải mê tung bờm trắng xóa. Ý nghĩ bất cần lóe lên, Pham từ từ đi vào cái mê cung trời cho. Dòng thác trắng xóa, gột rửa bùn đất phân do, gột rửa những uất ức, trả lại sự thanh thản cho cô. Chừng thấm lạnh, Pham chui ra khỏi bụng tháp. Cô giật mình khi thấy trước mắt cô là một người đàn ông, trông chẳng khác gì một xác chết, đang nằm sấp trên tảng đá cạnh tháp. Cô nhìn ngược, nhìn xuôi, cả vùng rừng núi mênh mông không một bóng người. Thấy không bấu víu vào đâu được, Pham tới bên cạnh người đàn ông. Cô bỗng rên lên. Người đàn ông đó chính là Bắc, cán bộ phụ trách khu vực, người đã từng giằng cô khỏi miệng Hà Bá rồi đưa cô về nhà. Cây bị dao búa chém rời gốc, mầm cây mọc lại, người chết là hết. Chiều hôm ấy không có Bắc, thì Pham không còn được hít thở ăn uống khổ ải trên cõi đời này. Không chần chừ, Pham lật ngửa cái cơ thể mê man vật vã, kê cho Bắc nằm ở thế thoải mái, rồi bẻ cái lá và khum lại, cố dặn chút nước dài, rót vào miệng anh. Bắc đã hơi hồi hồi, tiếng thở của anh còn nặng nhọc đứt quãng, song da rẻ đã đỡ tím tái, mạch đập trong lồng ngực rõ dần. Pham vội tháo cái vòng bạc ở cổ tay, dùng hết sức lực, miết khắp người Bắc. Bắc từ từ hé mắt, trời đất vàng vọt loáng nhoáng, bóng chiều nặng nề trườn theo triền núi, tiếng suối rên rỉ dai dẳng như kêu cứu, như thù hận. Bóng người phụ nữ chập chờn thật ảo, làm Bắc ấm lòng. Anh cố cựa quậy, song đầu óc người ngợm như 5 ngày không có gì cho vào bụng, mồ hôi túa ra, phồng dần thành từng giọt. Anh dùng mình thở dốc, cặp môi khô khốc mấp máy. Nước, cho xin hớp nước. Tiếng kêu cầu sự sống của Bắc làm cho Pham vui sướng. Cô thích thú reo lên, cán bộ tỉnh rồi, cán bộ tỉnh rồi. Bắc ngạc nhiên lúng túng. Pham náo nước cướp lời Bắc. Cô là người cứu cán bộ nằm yên, để mình đi lấy nước cho cán bộ uống. Pham díu dít như đứa trẻ. Cô bẻ cái lá và khum lại, làm cái gầu múc nước suối đem lên cho Bắc. Bắc run rẩy, vụt mặt vào gầu nước uống ừng ực. Dòng sữa trôi ra từ ruột núi, lấy lại nhanh sức lực. Anh thều thào hỏi, có phải cô là... Pham khoác cái áo vào cái cơ thể đỏ rực của Bắc cười, đúng rồi, mình là Pham, người được cán bộ vớt lên ở vực Thuồng Luồng, anh chóng quên thế. Thì ra cô là Pham, nhưng sao cô lại... Mình vừa đi ngang qua, thấy cán bộ, người một nơi, hồn một nẻo, nên... Pham chợt đỏ mặt lúng túng, nhìn cái lá và nằm tinh hình cạnh Bắc. Chút nước dài còn dính lại trên lá, ánh lên trong nắng chiều. Bắc không để ý tới sự lúng túng của Pham, anh gật gù mãn nguyện. Thì ra cô đã cứu tôi. Tôi cứu cô cứu tôi, đúng là trời đất sắp đặt. Nhưng mà... Pham khỏa lấp bối rối trong lòng, bằng cách săm sắn đứng dậy ra lệnh cho Bắc. Nhưng mà gì, bây giờ cán bộ phải về nhà thôi, cán bộ phải bám vào vai mình mới về được nhà đấy. Làm thế không được đâu, người ta... Thả cái người ta xuống suối đi. Lúc cứu người, cán bộ có sợ cái người ta không? Nhưng mà tôi... Không tôi gì cả, mạng người là quan trọng. Tiếc là mình không đủ sức cõng cán bộ bám vào vai mình. Thế, nào ta đi. Bắc như đứa trẻ ngoan, anh bối rối quàng tay qua bờ vai bé nhỏ của cô sơn nữ. Cả hai thập thững, tha lôi nhau về trụ sở khu vực. Trụ sở khu vực Xín Trải là một ngôi nhà 3 gian, nằm trên sườn một quả đồi thấp. Trước đây ngoài nhà trụ sở ra, còn có 5 nhà quần tụ. Một lần một người đốc nương sơ ý làm cho 2 nhà trong xóm bị thần lửa liếm sạch. Cho là thần rừng thần đất không dung mình, nên cả 5 nhà cho gia tài lên lưng ngựa đi tìm vùng đất mới, chỉ còn lại nhà trụ sở trơ vơ trên sườn đồi. Ngôi nhà vắng lặng như nhà mồ. Tiếng là nơi thay mặt Châu quản lý chỉ đạo các hoạt động của dân chúng trong 8 xã rộng lớn. Nhưng thực ra cán bộ phụ trách khu vực Xín Trải chỉ là cái cầu nối trung gian giữa xã với Châu, giữa Châu với xã. Cũng như thế, nhà khu vực chỉ là nơi dừng chân của các cán bộ có công việc. Cán bộ Châu tỉnh xuống cơ sở làm việc, gặp gỡ, báo cáo nội dung, xin ý kiến của phụ trách khu vực, rồi lại tất tả xuống xã. Không gạo nước mắm muối mang theo, mà nằm ở nhà khu vực thì chỉ có đường uống nước lã chừa cơm. Cán bộ xã lên phụ trách khu vực làm việc, họp hành, túi rết nào cũng có nắm cơm, sâu thịt, ống rượu. Họp hành báo cáo, nhận chỉ thị xong là lôi cơm, rượu, thịt ra, chia sẻ với phụ trách khu vực, rồi lại ngật ngưỡng ra về. Ông Châu ủy viên phụ trách khu vực to chỗ nào không biết, nhưng với sáng với tối chỉ như người coi cái nhà hoang, giữa vùng nóng lạnh thất thường, trong ngoài bất nhất, mà sống trong cảnh cô lập, không dân, không quân, thiếu cả tiếng người sớm tối là không nên. Song Bắc kiên quyết không dọn vào ở với dân. Việc không vào ăn ở trong nhà dân của anh có nhiều lý do. Sợ bị phiền hà, bị mua chuộc dụ dỗ có. Sợ dân bị liên lụy có. Sợ không có nơi họp hành làm việc có. Nói chung, bác sợ nhiều thứ. Nhưng cái anh sợ nhất là bị dân làm phản. Năm 1953, anh được điều về phụ trách khu vực Tà Ngào. Lúc đó trên báo cáo của xã, của khu vực và bộ đội, thì lực lượng Phỉ ở khu vực Tà Ngào đã bị đánh tan. Nhưng trên thực tế, mấy trăm tên Phỉ bại trận đang núp bóng dân, bóng rừng, hội này hội nọ chờ thời. Sự mai danh ẩn tích của chúng khéo léo đến nỗi ta không còn biết đâu là thực, đâu là giả. Ngày Bắc về Tà Ngào, có cán bộ xã, cán bộ thôn mang ngựa ra tận Châu đón. Không cờ rong chống rước, không khẩu hiệu trăng dọc đường, không hoan hô mỏi miệng. Nhưng Bắc giống như vị tướng giữa đám tùy tùng. Lên ngựa có người đỡ chân, mỗi chặng nghỉ có cơm rượu dọn mời, mỗi câu hỏi, mỗi cái nhíu mày đều có người xun xoe giảng giải. Choáng hơn nữa là nơi ăn ở làm việc, anh được xếp vào nhà Giàng Cổ Bao, một địa chủ lớn trong vùng. Tiệc đón mừng anh có cả món Tây, món Tàu, rượu ngâm hổ cốt. Rồi bữa nào cũng như ăn cỗ, rồi buồng ngủ thoáng mát, yên tĩnh, đầu giường có gối xếp, chăn đệm, bàn đèn, thuốc viện. Đang lo sốt vó chuyện thân cô thế cô, không biết tiếng địa phương, không am hiểu phong tục. Bỗng chốc được ăn ở như ông tướng, ai mà không mừng, không cảm ơn rời đất. Anh đâu ngờ, bước vào nhà Giàng Cổ Bao là anh bước vào hang hùm. Có anh ở trong nhà, được anh nhận làm anh em kết nghĩa. Bao ngang nhiên phô trương thanh thế, áp đảo chỗ này, nạt nộ chỗ kia, khiến cho dân chúng trong vùng hoang mang sợ hãi, cái đầu rùa vừa thọt ra lại rụt lại. Có anh làm bình phong, bọn Phỉ ngang nhiên đi lại, bàn bạc gây dựng lực lượng. Việc này nối tiếp chồng lên việc kia phản lại việc nọ, lúc thật lúc giả, lúc biết lúc không, làm cho anh như cuốn lanh rối, đúng sai, phải trái, tùng phèo. Nhiều lúc anh cảm thấy mình như đang chờ lên thớt. Mà anh phải lên thớt thật. Ngày Tà Ngào nổi Phỉ, chính Giàng Cổ Bao bắt anh mang xuống thung lũng hành hình. Mãi mãi anh không thể quên được cảnh bị trói như bó giò và cái cọc giữa bãi. Trước mặt anh là 4 cái bếp lò cháy rừng rực. Trên 4 cái bếp là 4 cái chảo đại, mỗi cái chảo chứa đầy thịt lòng ngựa. Từ 4 phía, người nườm nượp đổ về thung lũng, súng ống, côn gậy, dao quắm ráo mác nghênh ngang, bao tải điệu sọt loằng ngoằng, ngựa phi rầm rập, ô hợp, lồn nhổn, man dợ, đủ mọi loại người, lành có, sách có, đi giày, đi dép, hài xảo có, chân đất có. Nhìn vào cả bọn, không biết đây là cuộc đi cướp hay là đi hôi của. Giữa giờ thìn, Giàng Cổ Bao nét mặt hầm hầm nhảy lên cái bàn cao, lập tức mười mấy người cầm súng quay quanh hắn lấy uy. Bao nhìn khắp lượt rồi dõng dạc: "Ta gọi các người đến đây, cho các người mặc sức ăn no uống say, rồi mời các người theo ta đi cướp châu. Các người đừng sợ, nước Pháp hùng mạnh đang tiếp xúc cho ta, cho bằng mười bằng của. Đạo quân lớn tiểu giới thạch sắp tràn qua đây, nhiều nơi đã nổi lên cùng ta. Vậy các người có tuân lệnh ta không?" Lời của Giàng Cổ Bao vừa thả ra khỏi miệng, lập tức những tiếng hô tiếng hú hét ủng hộ vang lên như thác lũ. Giàng Cổ Bao lại dõng dạc: "Tốt, tuân lệnh ta, các người xuống châu cướp được cái gì của các người cái đó. Không tuân lệnh ta, dù ta có đau lòng, ta cũng phải giết hết. Trước tiên, ta sẽ giết tên cộng sản này để làm gương cho các ngươi thấy sự kiên quyết của ta." Theo lệnh Bao, một tên da dáng đao phổ bê cái chậu, trên mặt chậu đặt ngang con dao dài sáng loáng. Bao chưa kịp giết bắt như hắn tuyên bố, thì tiếng súng giải vây của bộ đội kịp đưa anh thoát khỏi tử thần. Từ lần chết hụt đó, dù công việc thế nào, anh cũng sắp xếp để không ngủ qua đêm trong bất kỳ một nhà dân nào. Pham dìu Bắc vào trong giường, đặt anh nằm xuống đất, rồi tất tà thắp đèn, lần tìm xuống bếp nồi lửa, lấy gạo nấu cháo, ra vườn nhổ hành mang về rửa. Cô quên mình đang trốn chạy khỏi địa ngục trần gian, mà thấy mình là người chị cả, đang chăm sóc đứa em út bị ốm. Cháo chín, Pham bê lên, nhẹ nhàng đánh thức Bắc dậy. Mùi thơm từ bát cháo hành có đập mấy quả trứng tỏa ra, đánh thức cả con tỳ lẫn con vị. Bắc ngoan ngoãn húp hết bát cháo, uống cốc nước pha mật ong, rồi lại thiếp đi trong mệt mỏi dễ chịu. Mẹ Pham sinh ra Pham vào mùa đực cái, lại rơi đúng vào đêm trăng rằm. Nhìn Bác ngủ ngon lành, lòng Pham như có lửa. Trong khoáng đạt của rừng núi bao la, trăng là nước chảy tràn trên mặt đá, là lửa hâm nóng từng mạch máu các loài vật ăn thịt ăn cỏ. Nhìn trăng là thấy sự sinh sôi, nhìn trăng là thấy mơ thấy mộng. Pham lấy trong túi ra cái gương con, cái gương phản chiếu khuôn mặt dạo dực của Pham. Phải nói là Pham đẹp. Sinh ra giữa rừng, được ánh trăng nhuộm thỏa thuê từ lúc chui ra khỏi bụng mẹ, nên Pham được thừa hưởng khá nhiều lộc của chị Hằng Nga. Ngày Pham sinh ra, bố Pham đã lặn lội lên tận đầu con suối Thiêng, mang về 2 ống bương nước. Từng gáo nước Thiêng, cùng với lời khẩn cầu của người cha thấm vào, tan chảy trong da thịt Pham. Gáo nước này do thần rừng ban tặng sẽ làm cho da con gái ta như phấn của hoa, như hương của đất. Gáo nước này là nguồn sữa của thần suối ban cho, nó sẽ làm cho tóc của con gái ta đen như gỗ mun, chảy dài như dòng suối. Gáo nước này là ánh trăng soi qua kẽ lá, nó sẽ làm cho mắt con ta lóng lánh như mắt nai, tinh anh như mắt trồn, trong sáng như giọt nước mắt sung sướng của thần núi mỗi khi đón ánh bình minh. Mỗi gáo nước là một lời khẩn cầu, một ước muốn cháy lòng. Những gáo nước cùng những lời khẩn cầu của bố Pham đã được rời đất các thần cho thỏa nguyện. Pham xinh đẹp như người rời, da dẻ cô trắng như vớt ra từ thùng bột gạo nếp, đôi mắt lúc nào cũng như lọc hết bụi bặm cực nhọc, trong veo như xương, mái tóc đen mượt mà, thả dài tới khoeo như dòng suối. Chạm tuổi 13, các chàng trai quanh vùng đã bu lấy cô như ong bu hoa, kiến bu mật. Nhưng người đẹp là gốc của tai họa từ trong ra, từ ngoài vào. Cái đẹp giữa nhầy nhụa bẩn thỉu lại càng tai họa, càng giống như bông hoa cắm lên bãi phân. Trong thế giới của phân do giỏi bỏ mà nổi lên sự trong sáng thanh khiết, thì liền trở thành tâm điểm của sự ganh ghét đố kỵ. Pham biết điều đó, cố gắng vượt qua điều đó. Song muôn sự tại rời, cô tránh được tai họa ngàn lần, đến lần thứ 1001 thì cô bị bố chồng làm nhục. Lần ấy Pham đi lấy củi về, những thanh gỗ xến nục nạc như những thanh giò, chắc nặng như những thỏi sắt, đè nặng lên cái cơ thể vốn sinh ra để làm trò tung hứng, đã làm cho cô mệt đứt hơi. Về đến đầu hồi, cô lựa thế, mắm môi mắm lợi, ghệ gùi củi lên tảng đá, rồi ngã ngửa, thả lòng người ra nằm thở. Đang trưa, mặt trời, kẻ thù truyền kiếp của cô, xối những tia nắng chói chang xuống mặt đất, làm da thịt cô đỏ như con tôm luộc. Xả hơi được một lúc, cô mở cửa vào nhà. Không có ai ở nhà, mà dẫu có ai thì cái nhà này lâu nay vẫn vắng vẻ như nhà mồ. Quý vị và các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Các bạn có thể nghe chương trình qua địa chỉ internet vov2.vn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.